nút ôm cái cây qua đây thiệt á. Đang mọc lá. Hả? Đang mọc lá. Mọc lá hả? Oh, có lọc rồi, có lọc rồi. Chia sẻ like nhé, sản phẩm xì ơi. Chia sẻ like này, chia sẻ like này. Trời ơi, có ai đang xem mà. Nhìn nước nặng vào tắm chia sẻ giúp mẹ nhé các ơi. Nhìn nước nặng vào tắm chia sẻ nhé. Đêm nay sẽ làm một món ngọt thịt cho cả nhà nhé. Đây toàn là siêu phẩm đêm nay nhé các ơi. Toàn là siêu phẩm, các chia sẻ lá nha em lái này. Ai đã xem lên giúp mẹ một chấm nha. Ai đã chia sẻ lên giúp mẹ chị đại chia sẻ nhé. Để lên giúp mẹ 200 để chia sẻ mẹ bắt đầu tặng quà này. Để lên giúp mẹ 200 để chia sẻ nhé. Đêm nay có cả đâm siêu phẩm mình nhé các ơi. Có cả đâm siêu phẩm. Nga lái này đang bay rất ít người biết. Nên các chia sẻ lái để cho nhiều người biết đến những mèo nhé. Thả tiếng nước nước đá. Ai đang xem thì để chia sẻ đến những mèo nhé các ơi. Ai đang xem thì để chia sẻ nhé. Để chia sẻ và tăng tương tác ạ. Lên những mèo đã chia sẻ kèm số điện thoại này tăng qua bất chấp này. Lấy cho mèo đã chia sẻ game số điện thoại nhé, tặng siêu phẩm nha mọi người. Trời ơi, cái này rất là bùi nhá. Một cái phạt kính này. Lấy cho mèo đã chia sẻ game số điện thoại em tặng này. Đã chia sẻ game số điện thoại địa chỉ nhá. 70 ở giá siêu phẩm sẽ về tay ai. Còn lại mèo sẽ lái đâm nha mọi người. Hôm nay nhảy lên mà xem con mèo xem ra lên. Ủa vậy á, chị Uyên Phương không sao đâu, bởi vì chị Uyên Phương thì chuyện nhỏ thôi mà. Đây, rồi chú trả Lê Hưng. Ứng em bà không hả? Ứng em bà không? Còn áo giá nám này Hưng ơi, đẹp lắm. Báo giá luôn. Chị Uyên Phương khỏi phải nói nha, đến sau đi đợi em để chắc, không sao cả. Không thu đến này thì thu đến sau, không chuyển khoản đến này thì đến sau mình chuyển tiếp. Lo gì á ha? Rồi tiếp nha mọi người ơi, lấy những mail đã chia sẻ kèm số điện thoại về địa chỉ nhá. Em nên em like đến tăng máy nên mọi người chia sẻ rất là nhiều lên luôn. Em cần mọi người chia sẻ nhiều lên cho mèo nhé. Để bắt đầu chúng ta nha mọi người. Báo giá toàn thị trường ảo giá nha mọi người. Mèo báo giá nha mèo chỉ dừng ở một mức giá thấp nhất. Dùng định mức giá từ chi phí này về đến tay mèo nhé. Sẽ định giá cho một chiếc ảo giá với giá thấp nhất mà mọi người có thể mua. Mua được một siêu phẩm giá thật. Để mọi người nhìn để nhìn nói em này nhìn gì nhé cả nhà ơi. Chia sẻ like để mình lượt tương tặng lên cho mèo nhé. Chia sẻ lại để mình lượt tương tác. Em chỉ cần mọi người để lấy cho một cái máy xưa đúng không? Em lấy một cái máy nám này. Đẹp lắm. Giá rất là đẹp luôn. Giá rất là đẹp luôn. Giá cực kỳ đẹp nhá. Có phải em hứng to béo như rắn đây này. Đây. Để mình chia sẻ và tặng tương tác đến với mèo nhá. Giá nám cũng có này. Em lấy cái lừa cái giá nám lái đầu cho em hứng hả? Được 70 mẫu ảo giá đấy nhá mọi người, 70 mẫu ảo giá. Nhất cách nhấn tay đấy nhá. Nguyễn Tiện này siêu. Nguyễn Tiện này chia sẻ lái nha các đứa. Chia sẻ lái và tăng nước tặng nhá. Siêu phẩm đêm nay sẽ là về tay ai? Em không biết nhá. Ai chị? Nguyễn Tiện á. Chữ thực. Người yêu. Có giá dài không mèo? À giá dài em miễn là nhà không giá dài mắng tố thì lại không có chị ơi, chuyển sáu đi ha. Giá dài mắng tố lại không có đâu ấy, chuyển sáu đi ha. Ôi giá em đang tìm giá nam đâu đây ta.
Dạ làm chi rất là nhiều luôn. Xong bảo 8 giờ lơ giờ mới thấy mặt. Chị Khánh Ngọc ơi, tại về mà làm hàng giá không kịp luôn. Em đang hàng lên không kịp luôn. Ứng lái sớm chứ. Cả ngày mấy tiếng mà không được gặp chị. Thôi. Em cuối năm là gì biết rồi chứ nữa. Giờ đó mà em còn ngồi trên kho bạc là biết rồi chứ nữa. Còn mắng tô cho khách nhá khách ơi. Dạ năm rồi tăng. Chia sẻ lái này rồi tăng. Bảo lái sợ mà muộn tình một tiếng. À muộn tình nửa tiếng nhá mấy. Em bảo 8 rồi bây giờ 9 giờ lái. Rồi đấy nha mọi người ơi. Chúng ta 9 rưỡi rồi. Mọi nay đại chia sẻ kèm số điện thoại để chị em tặng này tặng nha mọi người ơi. Lấy cho mail đại chia sẻ kèm số điện thoại em tặng 5 siêu phẩm bính nhá. 5 siêu phẩm bính cho đấy. Đại chia sẻ nổi một đầu tiên nha mọi người. Cháu chỉ cần mắng tôi dài xài em mắng tôi dài xuống cơ. Lẹp rồi lẹp mấy cánh ta chia chính biệt lẹp mắng đó. Rồi đại chia sẻ này. Một đầu tiên nha mọi người, tặng cho chị Lê Nhung nhá. Tặng cho chị Lê Nhung này. Rồi một thứ hai nha mọi người, một thứ hai nhá. Em tặng nha mọi người. Đại chia sẻ chui chà. Em cảm ơn chị Sa Nguyễn Trương Ý Thứ này, chúng ta cảm ơn mấy chị rất nhiều để chia sẻ lên cho mèo nhá. Áo giá báo toàn thế giới luôn, báo giá toàn thế giới nha mọi người ơi. Siêu phẩm thì mèo sẽ báo giá riêng nhá. Siêu phẩm mèo bạn sẽ báo giá riêng. Em sẽ còn tất cả chi phí cả giá thấp rồi tiền xé rồi cả chi phí hao hụt nữa. Chị muốn cho nãy giá cắt cho vừa trong chị à. Rồi một thứ ai lên cho mèo nha mọi người. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nha em tăng này. Đã chia sẻ tặng cho chị Hương Nguyễn này. Tặng cho rồi tặng mẫu tiếp nha mọi người. Mẫu đây là tái cốc nha, tái cốc này. Đây tái cốc nha mọi người ơi, tái cốc nhá. Đã chia sẻ kèm số điện thoại địa chỉ giúp mail nha mọi người ơi. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Tặng tiếp nha mọi người, tặng hết trong tái mail thì mail nữa nhá. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ. Phải kèm số điện thoại địa chỉ nhá mọi người ơi, phải kèm số điện thoại địa chỉ nhá. Tặng cho chị ta Vũ Binh này. Đó, phải kèm số điện thoại giống như này rồi. Chia sẻ thôi không nhìn qua múa rồi mà ghê chứ. Rồi, đấy nha mọi người ơi. Đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Rồi chị gái tay cốc là mới tặng chị ta Vũ Binh gái tay cốc mất rồi. Lấy cho mèo đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Em sẽ lái bất chấp giá cực kỳ yêu thương luôn. Lái bất chấp giá cực kỳ yêu thương. Khách chia sẻ lái cho mèo nhé khách ơi. Đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nhé mọi người. Phải kèm số điện thoại địa chỉ nữa mới tăng nhé. Đây, đã chia sẻ kèm số điện thoại và địa chỉ nhé. Kèm email số điện thoại và địa chỉ để bên đây chụp đỡ là đi đỡ luôn này. Qua tặng nhé mọi người. Tặng gì cả sớm đi Dinh Nam. Chú trả em còn biết cái nào Dinh Nam nữa trời ơi. Em còn đây hả? Rồi ok, tặng cho chị Liên Phương này. Tặng cái chỗ của ai vậy? Rồi cái cốc này, cái tách cốc này. À đổi cái tách cốc à, quá thì chị Hương Nguyễn đổi cái tách cốc cá đây em. Rồi tặng cái thứ hai cho chị Như Phú nha, tặng cái lấy tay em lên cho chị Như Phú này. Rồi tặng điểm màu đây nhé các bạn, tặng điểm màu đây nhé. Đây, tặng điểm màu đây nhé mọi người. Rồi, tặng chị Liên Phương cái này nhé. Rồi đưa cái kia ra, đưa cái cốc cái cho chị Hương nữa. Rồi tặng màu đây nhé mọi người, tặng màu đây này. Lấy cho mẹ tặng cho chị lá lên trên này, tặng cho chị lá lên trên này. Rồi tặng điểm màu đây nhé mọi người. Đính này thì bùi làm ngắm được, đứa mắt cũng được nhá. Mèo mèo em mình nhắn tin cho chị tức thì luôn. Lấy như mèo đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Đã chia sẻ kèm số điện thoại. Trời ơi xuất sắc nhá. Xuất sắc nhá các ơi. Chia sẻ lái tăng thương tặng lấy như mèo nhá. Áo giá chỉ được 77 cả thôi nhá các ơi. 77 cái rồi tặng ngày nay cho chị Dũng Phan này. Cái này trái lá nến trên chứ đây nhé. Hello chị Tuyết Trần mình chia sẻ lái chị lá nến trên. Tặng bất chấp nhá các ơi. Rồi màu đen siêu phẩm em tặng luôn nhá các. Màu đen siêu phẩm em tặng luôn này. Rồi tặng màu đen cho chị Trung Phán người cuối cùng này.
Đã còn đòi hỏi à ngàn tay sẫm màu, ngàn tay sẫm màu em hết rồi chị ơi, ngàn tay sẫm màu em hết rồi. Rồi giờ em lái nha các đôi, giờ em lái nhá, em lái nha các đôi. Rồi siêu phẩm quá, nhức tím luôn, nhức tím cho các khách ơi. Chia sẻ lái để tăng tương tác lên cho mèo nhá, chia sẻ lái vào tăng tương tác. Rồi đây mẫu này nha mọi người, tuyệt đẹp nhá, áo da siêu đẹp luôn nha mọi người. Size M này, size M hàng siêu phẩm hàng hiệu nhá. Chia sẻ rồi tặng con mẫu được không? À mẫu không tặng nhá, mẫu không tặng nhá bạn ơi. À, rồi ghé 197 trên hướng nào. Cái mẫu này size M giá thật cho mọi người, hàng giá thật rẻ nhá. Khách chia sẻ lái này giá em sẽ đi giá mức giá mà thấp nhất cho cả nhà, đảm bảo luôn nha các bạn, đảm bảo luôn. Mẫu này này em sẽ lấy giá gốc cho mọi người này. Đấy mẫu này nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn nha. Size M chị nào size M thì chuẩn nha mọi người, báo giá thật luôn nhá. Bạn này bạn lấy con lốc đầu tiên để bự hàng nha mọi người ơi, siêu đẹp chưa, rất là đẹp luôn nhá, siêu phẩm của siêu phẩm. Mẫu này nha mọi người ơi, hello Thủy Vinh chia sẻ lái cho chị mèo nhá. Đây mẫu này nha, bạn lấy lốc không đông nha mọi người ơi. Mẫu này sẽ là có giá 299k, chủ cho mèo 299, rất là đẹp luôn nha. Size M rồi 299k mọi người xem giá này. Giá em nói là nhất tính đó nha, 70 siêu phẩm, áo giá sẽ về tay ai, giá 299, chủ nhóm mail 299, xuyệt 68, 299, xuyệt 68, 299k, xuyệt 68, báo giá nha mọi người ơi. Mẫu này em có thể bán giá 500k nha, đây em có thể bán giá 500k, khách chia sẻ lại, mua được siêu phẩm bấm bơm này về giá 299, cho em số điện thoại lấy nhóm mail nhé, 299, cho em số điện thoại nhé các đôi. Rồi một màu nữ thì có một màu nám nhé, lên một màu siêu phẩm nám này, siêu phẩm nám size L nhé mọi người, hàng của New York nhá, siêu đẹp luôn. Đây tuyệt phẩm nám nhé các đôi, trời ơi đẹp quá, nám siêu đẹp nhé mọi người, nám này đẹp xuất sắc luôn nhá, nhức tím luôn ạ. Rồi ôi siêu phẩm nám nhé mọi người ơi, siêu phẩm nám này xuất hiện này, đây tuyệt phẩm nhé mọi người ơi. Rồi gì vậy trời, không ai chỗ trá, không ai chỗ làm một sái lâm nhá. Rồi mẫu này nhá, 65kg đổ lại mặt đẹp, 65kg này siêu phẩm nám nha mọi người, bá mở luôn. Mẫu này có giá 450k, ai lấy mẫu này chửi giúp mèo 450, 450 nha mọi người ơi, 450 xuyệt nám nhá, 450 xuyệt nám. Rồi đẹp nhất tím nè, 450k, đổ lại là giá cực kỳ hơi luôn, khách nhấn tay lên nhá. Siêu phẩm hàng hiệu này, mọi người thấy nhất tím nhá, đẹp nhất nổi nhất nhá khách ơi, 450k. Đây, màu này size là chị nào đố cao to hơn thì 70kg là cũng được. À quên, 67kg cũng được nhá. 450k. Lấy như mèo 450 xuyệt nám. 450 xuyệt nám nha các ơi. Trời ơi, chết ngất đấy nhá. 450k, đẹp nhất tím luôn. Không đẹp không lấy tiền nhá. Rồi tiếp. Lấy một siêu phẩm nha mọi người ơi. Một siêu phẩm hàng hiệu này, một siêu phẩm hàng hiệu này. Rất là đẹp, rất xuất sắc nhá. Mẫu này cũng quần nám nha mọi người, nám siêu đẹp. Nám áo tu đẹp luôn nha các đôi. Rồi ôi, nám này 60kg nhá, 60kg này, 55-60kg, 53-60kg, siêu phẩm nám hàng hiệu nhá. Tìm cho chị cả giá nám siêu phẩm 70kg, 70kg mà táo tên mấy dưới cái đó mà 1m7, 70kg là báo đẹp luôn nhá. Cái đó mà 1m7, 70kg là báo đẹp. Mắng tôi sai à, em sợ không có nha chị ơi. Rồi mẫu này nha các đôi, siêu phẩm của siêu phẩm nha. Đẹp nhất tím đó. Đây. Đây chị nào, mẫu khi này của mèo mà 1m7, 70kg nhá, là má đẹp lắm. Giá thật nha mọi người ơi, xuất sắc này. Mẫu này hàng siêu phẩm nhá. Trời ơi, em này là đừng tím nữa nha mọi người ơi, không đẹp không lấy tiền nhá. Mẫu này 499k, chuẩn giúp mèo 499 hàng siêu phẩm, 499k. Lấy cho mèo 499k siêu phẩm, báo mở lên nha khách này, phá này. Trời ơi, giá là nhất tính đó nhá, 499k số điện thoại nhá, 499k số điện thoại. Nám bó siêu đẹp đấy nhá, size S, nám chỉ nào size S này, 499k số điện thoại. Trời ơi, phóng chuẩn như thế này đấy, nhất tính như thế này á. À, cái này thì chất đôi á, chị bón bó ơi. Rồi siêu phẩm và siêu phẩm nhá, các đôi lấy một màu nữ hàng hiệu tiệm này. Lấy một màu nữ hàng hiệu size 66 nhá, các đôi 66. Chia sẻ lái nhá, tăng chia sẻ và tăng tương tác này. Ôi, chỉ có siêu phẩm của siêu phẩm, khách chia sẻ lái để mình lượt tương tác lên cho mèo nhá.
đẹp quá. Hàng báo giá thật chỉnh nhá các ơi, báo giá thật chỉnh nhá. Màu này 55kg đổi lại mặc đẹp 55kg nha các ơi. 55kg hàng siêu phẩm này. Màu đỏ mệt 7, mệt 7 mà cao mấy chị trắng trắng ơi. Trời ơi, hàng toàn tuyệt phẩm mà hết. Em báo giá toàn thị trường rất là đẹp luôn nhá. Rồi siêu phẩm nữ đây nha các ơi, 55kg đổi lại mặc đẹp 55kg nhá. Giá nam cũng có mà giá nữ cũng có nha chị ơi. Hàng giá này cực kỳ hiếm nhá. Đấy, trời ơi, nhức tím nhá. Mẫu này nha mọi người ơi, siêu phẩm nhá, 350k, lên như mèo 350 có nha chị ơi. Em bán giá thì mọi người khỏi nói nhá, 350k, lên như mèo 350. Đấy, xuất sắc quá nè. À, sửa chị 50kg là không đẹp thôi. Chị nào đẹp, thực sự là 52kg là đẹp, 52kg là đẹp. Giá nha mọi người ơi, rất là đẹp. Trời ơi, mới tính luôn 350k, chốt lên như mèo 350. Ôi 350 nha mọi người ơi, chia sẻ like và tăng tương tác nhé. 350k. Em like mình gái mà khách không chụp là mà hơi buồn rồi nha. Rồi hơi buồn rồi nha, em sẽ không hiện lòng vi khách này nhá. Rồi lấy một màu nám siêu phẩm. Nám này rất là đẹp với nhá. Trời ơi, một màu nám nữ nha mọi người ơi, cực kỳ sáng chảnh luôn nhá. Màu này thì áo tu sáng luôn. Để chia sẻ và tăng tương tác nhé các ơi, Rồi, bao chị để ngắm đấy nhá, màu này 70kg đổ lại mặc đẹp, 70kg này form đứng nhá mọi người ơi. 70kg form đứng nhá, siêu phẩm 400k, ai lấy màu này chuyển giúp mèo 400, ai lấy màu này lấy giúp mèo 400 này. 70kg đổ lại mặc đẹp 400k form đứng, form người lớn tuổi nhá. 35 tuổi trở lên là mặc form này đẹp, lấy màu này chuyển giúp mèo 400k, dễ xẻ lái nhá. Dễ xẻ lái nhá các ơi, trời ơi. Giá chỉ còn nhất tím thôi, giá chỉ còn nhất tím thôi. Khách không mua là hội hình nhá. Không mua là em không biết đâu ạ. Rồi lấy một màu nhá, lấy một màu cực kỳ yêu thương. Rồi siêu phẩm nhá mọi người ơi, siêu phẩm một form nữ này. Trời ơi, đẹp chưa, quá đẹp với nhá. Màu này 50kg đổ lại mặc đẹp nhá. 50kg đổ lại mặc đẹp. Xuất sắc nha, xuất sắc nha, ngày nay đi xe thì bạn áo tôi đẹp luôn nha các ơi. Áo tôi đẹp luôn nhá, màu này cực kỳ đẹp luôn này. Khách chia sẻ lại những thứ tặng màu này 50kg đổ lại mặc đẹp nha, 50kg giá thật nha các ơi. Giá thật nhá, đây ngay nãy xem lại chị Giang sẽ thấy chị Giang này. Mặc cái áo này lên nè, trời ơi sáng chỉnh cực kỳ luôn. Rồi ai lấy màu này nha các ơi, đẹp nhất tính với nhá, 309. Ai lấy màu này chuyển chúng em 309k, 309 nhá, siêu phẩm của siêu phẩm nhá. Ôi, đẹp nhất tính ạ. À dạ, con lai giá xong qua lai đầm cô Kim Nguyên ơi. Rồi, 309 nhá. Lấy màu này lấy cho mẹ 309. Không đẹp không lấy tiền nhá, không đẹp không ăn tiền. Khách chia sẻ lại và tăng tương tác lên cho mẹ nhá khách ơi. 309k, 50kg đổ lại mặc đẹp giá thật nhá. Báo giá toàn thị trường. Đẹp quá. Ai mà xem lại không đòi giá phản nhá, sẽ thấy con này là nhức tim như thế nào này. 309 rồi đó chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn. Xã chị em màu này 50kg đổ lại mặc đẹp với chị Thánh Vinh, Thánh Vinh ơi. Rồi lấy một màu nám tuyệt đỉnh mau bo nhá. Rồi có người mi sữa rồi á. Đừng là có người. À em hiểu ý rồi. Nám đó thật à. Có người cũng nhận về sữa phải không? Ghê thiệt. Có giá nám 24 tuổi cáo 1m75 nặng 55kg. Có nhé chị Trang Trang ơi. Sao chị có lấy nhá mọi người ơi. Trời ơi đẹp quá. Màu này này. Trời ơi siêu phẩm nám. Rất là mùi luôn. Màu này nhá mọi người ơi. Màu này rất là đẹp luôn nha mọi người. À rất là đẹp luôn ạ. Màu này 55-57kg đổ lại mặc đẹp nhá. 55-57kg siêu phẩm. Trời ơi đẹp nhất tím đấy ạ. Đấy tuyệt phẩm giá nám mà bò mọi người thấy mê không mê không. Bán cho mọi người màu này 550k. Chủ cho mèo 550. À đấy vừa rồi chị Nguyễn Hương, Nguyễn Hương rồi ạ. Đấy 549k đấy cho vui. Lấy màu này chủ cho mèo 549. 549 nhá các ơi, đẹp nhất tím nhá. Một áo giá nám siêu phẩm 549k, tối đá là 60kg thôi tuy theo cá nhé. Mèo bảo giá 1,6 tờ lối nhé, khách ảnh nhé. Đố ba cái này rất là này. Đấy. Nám mang hiệu nhé mọi người. 309 chỗ rồi, đang ai hỏi 309 đó. 309 chỗ rồi, trời ơi, đẹp nhất tím thôi. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc, cho chị cố gắng như vậy mà to mẹ ơi. À, em cũng vậy, đây em một chút nhé. Đây em một chút nhé. Huy động người vào trưởng lái nha các đối tượng ơi. Lấy một màu này, lấy một màu này. Phóng ngắn này. Cả đập phóng ngắn nha mọi người ơi.
Sai hết nhá, màu đen sai hết. Trời ơi, đẹp quá. Cái đó có người chụp rồi chị ơi. Màu đen nha mọi người, siêu phẩm nhá. 300k. Ai lấy màu đen lấy như mèo 300k. Đẹp quá, 46kg độ lại mắt đẹp 300k. 300k bao giá toàn thị trường nhá. 300k nha các đôi. Trời ơi, phóng này, mụ này, mụ này, giá này. Chỉ có nhức tím thôi nhá. Lấy màu đen lấy như mèo 300k. Không đẹp không lấy tiền nha các đôi, 300k. Rồi tuyệt phẩm giá lự. Chia sẻ lại nha mọi người, 300k chị Huyền đến đoàn. Màu này xuất sắc lên này. Kiểu vẹt nha mọi người. Cái bằng tay làm mình rất là đủ. Ôi đẹp quá. 50kg đổ lại mặt đẹp, tuyệt đỉnh. 50kg đổ lại mặt đẹp nha mọi người ơi. Mọi người nghĩ sao? Đấy, giá là giá thích nha, khách yên tâm này. Miếng miếng đó mọi người thấy chưa, giá bán giá thật cho mọi người ơi, hàng rất là hiếm luôn. Màu đen nha mọi người ơi, mọi người tính sao? Em mình mạnh cho mọi người, màu đen 300k lấy như mèo chữ siêu phẩm, 300k lấy như mèo chữ siêu phẩm. Nhất tím này đêm nay đông cũng rất là đẹp đấy nhá, em báo đông đêm nay đẹp nhất nhất nhội luôn. Lấy màu đen lấy như mèo chữ siêu phẩm 300k. Ôi đẹp quá, chỉ có áo không sang nhận với nhá khách ơi. Trời ơi, tuyệt phẩm này, tuyệt phẩm này. Có giá nam nhé chị ơi. Mà giá màu nâu đỏ xin em lấy lại nhé chị ơi. Chị em cũng không hiểu luôn nhé. Siêu phẩm chị Huyền Anh Đoàn. Đẹp lắm. Trời ơi, lấy một màu này, lấy một màu nhé mọi người. Chị có nhức mình nhức mệt đấy nhé. Đẹp nhé. Xuất sắc. Nhìn siêu. Ba trăm. Trời ơi, mọi người thấy như thế nào? Chị em thấy là đựng hình thôi nhé. Em thấy màu đây là đựng hình thôi ạ. Cổ trù nhé, cái tay cổ trù này. Sái thì sái siêu đẹp luôn nhá. Sái cực kỳ chuẩn luôn. Màu đen nha mọi người ơi. 55kg đổ lại mặc đẹp, 55kg nha mọi người ơi. Bán cho mọi người siêu phẩm này, phá lẻ nhá. 300k. Lấy cho mèo số 55. Lấy cho mèo số 55 tuyệt đỉnh. Số 55. Trời ơi, phá lẻ này, rất là đẹp luôn. Lấy màu đen lấy cho mèo số 55 nha các ơi, 55. Chia sẻ lại để tương tác nhá. Mấy cái giá này lên sơ vào là rất là đẹp luôn. Đẹp mà toàn to. Cái này form đẹp này. 55 nha, 52 cái mắt đẹp luôn. Rồi lên siêu phẩm cổ điện nha mọi người ơi. Siêu phẩm vẹt này. Trời ơi, chị nào có sở thích mặc mấy cái vẹt này cực kỳ đựng luôn. Cực kỳ đựng mà rất là đẹp luôn nhá. 50kg độ lại mắt đẹp. Em để con nâu nam vào đơn cho chị. Con nâu nam này phẳng chị ơi. Rất là đẹp luôn nhá. Bỏ này, đẹp cực kỳ luôn. Phải có này em chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn ơi. Rồi màu này siêu phẩm vẹt nha mọi người ơi. 50kg đổ lại mặt đẹp mà. 549. Hoa đài nhấn. 549 chỗ cho chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn rồi chị Hoa đài nhấn ơi. 549 màu nám đỏ là chỗ cho chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn rồi ạ. Rồi màu này nha mọi người, em nói màu đỏ nha bạn. Không dưới 800 triệu nha mọi người ơi. Không dưới 800 một triệu nha, em bán 549 nha. Rồi màu này nha mọi người, 50kg đổ lại mặt đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Chị nào cá cá thì 52kg nhá. Chị nào. À tại cái con nó bị trối chị thân minh kia. Xong bây giờ khách nữa thì nên phải nên em chuyển cho chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn á. Thì em chỗ đâu á. Rồi màu này cực kỳ xuất sắc luôn này. Rồi vẹt này. Vẹt chị nào có sửa mặc áo tôi đẹp luôn nha mọi người, có giá này. Giá là cực kỳ mềm luôn nhá. Màu này nha mọi người ơi, 300k chuyển cho mẹ chữ vẹt. Vẹt cổ điện nhá. Trời sáng quá. Lấy màu này 300k lấy cho mẹ chữ vẹt. 300k lấy như mẹ chữ vét. 50kg cao cao thì 51kg nhá. 300k lấy như mẹ chữ vét. Đẹp nhất tím ạ. Vét siêu phẩm. Vét nhất khách ơi. Rồi bó ạ, bó. Trời ơi cái bó này. Bó này đẹp quá này. Rồi chuẩn bị bó một áo nám siêu đẹp nữa nhá khách ơi. Bó tuyệt phẩm nhá khách ơi. Bó tuyệt phẩm. Ôi 50kg đẹp xuất sắc. 50kg nhá khách ơi. Quá đi luôn nhá. Bó lén này. Bó lén siêu đẹp nữa nhá. Cái này có cái nám bó không à. Chị Yến Phương làm cặp. Vẹt 300 cho chị thân minh. Đi ăn hôm trước cho chị được chứ. Rồi á chị ơi. Vẹt 300 này đẹp lắm. Vẹt 300 là một màu hàng hiệu nhé chị ơi. Đây vẹt 300 là một màu hàng hiệu này. Đó chị xem nhá. Sao em ơi nhá, em ơi những form nhỏ này. Em ơi form nhỏ rất là xuất sắc luôn. Còn chị xem tích giá này.
chị xem cho nhá là siêu phẩm nhá. Chị thân viên đây là giúp mèo số điện thoại nhá. Rồi tuyệt phẩm này nha mọi người, đẹp quá đi nữa nhá. Bao siêu đẹp với nha mọi người ơi. 50kg độ lại mặc đẹp, cao cao 51-52kg nhá. Đó, em mới đưa về cho chị xem đó, bá tuyệt luôn, đẹp lắm. Chị mà giống như là em nói là sáng mơ của nó. Rất là đẹp, báo đẹp với nha chị ơi. Rồi siêu phẩm này. Siêu phẩm nha mọi người ơi, mẫu này nha mọi người, 350k. Chuyển cho mèo 350, rất là đẹp với nhá. 350k, bỏ này. Ok chị thân viên lên cho mèo 350. 350 à, siêu phẩm. Hello chị tìm bệnh bác ấy nhá, bệnh nói về giờ luôn. Một lần làm hai đi ta nào. Còn nam 350 đẹp lắm, 350 siêu đẹp. Hello chị Hoa Phường, chia sẻ lại cho mèo nhá. 350 à, tuyệt phẩm. Ở kia này có một con, có một con mà đặc cấp. Giá thật vỡ mặt giá với nhau, để tay bỏ đi hỏi lại là giá thật. Em cảm ơn chị. Rồi trời ơi, lên một màu vẹt nhé mọi người. Một màu vẹt nám cổ điện này. Đấy, đấy trong gì nào này. Kiểu cống sở nhé mọi người ơi. 350 chị trung tình. Rồi màu này xuất sắc với nhá khách. Xuất sắc với này. 60-70-70kg. 60-70kg tùy theo cá và đố của mọi người nhá. Đố của chồng rất là đẹp luôn. Màu này cực kỳ đẹp với nhá mọi người ơi. Trời ơi, vẹt nám siêu phẩm. Nếu mọi người mua tặng chồng em sẽ bán cho mọi người màu này về giá 309. Ai lấy màu này chuẩn cho mèo 309. Đẹp quá. Vẹt cổ điện nha mọi người ơi. Mấy mến trong đố tay tay hai xếp mắt. Kiểu này làm này. Lấy màu này lên cho mèo 309. 309 siêu phẩm vẹt nám hàng hiệu. Siêu phẩm vẹt nám giá hàng hiệu nhất các đôi. Trời ơi, size 100 này. Mọi người thấy chưa? Size 100. Thử con nào về lại luôn người ơi. Người à, người không biết đâu nhá. Trời ơi, rất là đẹp luôn, size 100 nha chị thân minh ơi. Đây, rất là đẹp luôn này, một màu tuyệt phẩm. Nữ này, nữ siêu phẩm. Chia sẻ lại nha các đôi, chia sẻ lại. Trời ơi, cái móng tay của tôi. Đẹp quá. Trời ơi, nữ tuyệt phẩm nha các đôi, nữ siêu xuất sắc luôn nhá. Nhỏ hả? Nhỏ ok chị, cái này đẹp lắm. Rồi 50kg độ lại mặc đẹp nhá các ơi, 50kg nhá. Siêu phẩm giá này. Ôi, chỉ có nhất tím đấy ạ. Siêu phẩm nhá mọi người, đẹp xuất sắc lắm nhá. Có, lấy mẫu này lên cho mèo 400k. Quá đỉnh, 50kg độ lại mặc đẹp. 46-50kg nhá, lấy mẫu này lên cho mèo 400k. 400k nhá các ơi, 400k. Mọi người xem này. Đây, cái này với mọi người hấp lên đỉnh xí gãy là áo tu sang trần luôn. Chỉ cần mọi người hấp đỉnh xí gãy là đẹp chứ nhất tím đấy nhá. Lấy màu này cho chú mèo 400k. 400 cho chị Huyên Phương. Trời ơi chị. Chị ơi, Huyên tên 6 mất rồi. Có nữ màu nấu không mèo? Có nữ màu nấu. Có nhá chị ơi, có nhá chị ơi. Rồi lấy một màu nám sai. Một màu nám siêu phẩm nha mọi người ơi. Một màu nám tuyệt đỉnh nhá. Trời ơi đẹp quá. Rồi màu nám này, trời ơi. Nám này đẹp lắm nhá các đôi, 70kg nhá. 70kg. Mẹt bài 64kg. Mẹt bài 64kg. À, cái này thì hơi rộng một xí đó nhá chị ơi. Hơi rộng một xí. Mèo cá 1m58 nằm 46kg nhá. Màu này 65-70kg nhá các đôi. 65-70kg này. Chị ấy nào đố là mặc rất là tí luôn. Màu này nha mọi người, đẹp xuất sắc. 400k chủ giúp mèo chữ nam. 400. Nam 400k. Đẹp quá. Nam 400k nhá các đôi. Nam 400k. Ha, siêu phẩm nhá. Nam 400k. Đẹp quá. Nam 400k. Chia sẻ lại giúp mèo này. Chia sẻ lại để tương tác nhá. Nam 100k. Rồi tuyệt phẩm nhá mọi người ơi. Hello chị Bông Bông. Một màu tuyệt phẩm hàng nhiều nhá. Một màu tuyệt phẩm này. Ôi. Nam 100 gì thân viên
báo đài với nhá chị ơi. Đấy, hôm nay hôm đó mà chị dặn lại cái chuyện đấy mà em nhức mình nhức mày luôn mà. Rồi mẫu này nhá mọi người ơi, đẹp này, size L này. Chị nào size L à, nào 180 cân mặc được không? Em chuẩn mất rồi chị ạ, tin bắn ơi. Giá tất cả nhà mọi người thấy nút không? Nút này, đấy. Nút khác luôn nhá. Xuất sắc luôn ạ. Mẫu này nhá mọi người ơi, 57kg đổ lại mặc đẹp, 57kg cổ trù nhá. Chị Trung Trân có một cái siêu phẩm, chị Trung Trân có một cái siêu phẩm. Mẫu này bán cho mọi người 300k. Không có bọc cơm, à có bọc. Ai lấy mẫu này chuẩn cho mèo 300k. Đây 300k, 57kg, chị nào cao 60kg được nhá. 300k. Đây 300k, đẹp quá. Mà hơi rộng nhá, phóng cổ trù này. Lấy mẫu này lấy cho mèo 300k. Tăng nữa. Tăng rồi. Mấy lại? Chưa hả? 300k. Lái mà rúng luôn nhá khách ơi. Được rất ít siêu phẩm đấy nhá. Được rất ít đào giá. Còn Việt Nam hai cúc như lúc chiều em đăng. Này còn ai chụp đó ta? Có. Em nhớ có. Đúng rồi mẹ em lần tới hai chiếc mèo luôn. Trời ơi em gài gì cho cực cái trời ơi. 300k siêu phẩm. Rồi đây mất mẫu hàng hiệu nhá mọi người, một mẫu hàng hiệu của nữ size M nhá. Hàng hiệu của nữ size M này. Đây mọi người xét này. Nơ phẩm nhỏ nhá mọi người ơi, mẫu này nhá. Mơ phẩm nhỏ nhá các ơi. Đây, tối đa thì 50kg nhá. Có thể chị Trung Trân, mãi chị Trung Trân mới chụp được một cái nhá. 50kg thì siêu phẩm nhá mọi người ơi. Mẫu này 409 chụp cho mèo 409. Size 95 hoặc 90 á. Ờ à, này size 180 chị ơi. Chị Trung Trân có một cái nhá, này size 100. Mẫu này nhá mọi người ơi, rất là đẹp luôn nhá. 409, siêu phẩm 409. Siêu phẩm 409. Đẹp xuất sắc luôn, mẫu này một mẫu hàng hiệu siêu phẩm 409 rồi. Siêu phẩm 409 nhá. Có cả năm, 60 cái này có đó chị ơi, hàng hiệu này. Hàng hiệu tuyệt phẩm, thôi. Em là nhức mình nhức mẹ luôn. Xuất sắc luôn, nút mà con này. Nút mà con như thế này nha các ơi. Siêu phẩm 409 nhá. Quá đẹp đi, đẹp với nha các. Thầy chị Lương Hoàng nhá. Rồi lấy một phóng nam. Bán được mấy cái rồi baby. 409 chị hơi nhiều. 1, 2, 3, 4. Mấy cái rồi ta. Được còn được 5 cái má ơi. Con cái đó mà hết 70 cái rồi mãi con đi ha. Chị hơi giờ lấy cho mẹ số điện thoại. Rồi nam siêu phẩm nhá mọi người. Nam cái kẹo này. Má ơi. Hai má. Rồi size L nhé các ơi, size L nhé. Size L siêu đẹp. Bộ này chính là báo đẹp, báo ha. Hàng hề nhiều nhất cho chị hôi nhiều luôn nhé. Đẹp hết, mới tin luôn. Rồi nhấc mình nhấc mày là đấy nhé các ơi. Dạ, nếu kịp thì chưa mái con ta. Trời ơi xuất sắc luôn, xuất sắc chẳng nám đây này. Nám này áo tu sang chẳng luôn nhá các ơi. Nám này áo tu sang chẳng. Chia sẻ lái ra mà để con bạn được hàng này. Để cho tôi một cái đúng đó chụp đi. Giá đẹp lắm đó cậu ơi. Nên với chỗ chảy màu bo. Nó áo cáp với xị xáo. Rồi đây tuyệt phẩm nám. Nám này có mắc có đây này. Màu này sái lơ lần nhá các ơi, sái lơ. Đây, chị nào hỏi bài mấy kỷ kể này, bài mấy kỷ mắc được này. Siêu phẩm nhá mọi người ơi, đẹp chưa, đẹp chưa. Bán nhá mọi người lấy lọc mẫu này nhá mọi người ơi, 350k. Hàng này rất là đẹp, anh chị ảnh nào mà đổ vai mang rất là sang. Chỗ như mèo 350. Đây bá mèo mặc hơi rồng đấy nhá. Bá mèo 57kg mặc rồng. Lấy mẫu này nhá mọi người ơi, chỗ như mèo 350. Bó dễ nhá. Bó dễ nhá mọi người ơi, không có mắc tôi giá chị Hương. Không ơi. Chưa lại đâu chị Thảo không ơi. Đây lấy mẫu này chuẩn cho mẹ 350 giá thích nhá, giá thích này. Trời ơi, nhất tím lên nhá, má rất là sang chảnh. 350 hàng này. Ôi xuất sắc. Đây. Bọc tóm cho khách. Đây 350, tuyệt phẩm nhá các ơi, tuyệt phẩm. Chốt đi nhá chị ơi. Trời ơi. Tiếp tục là một mẫu hàng hiệu tím nhá mấy khách ơi. Một mẫu hàng hiệu siêu phẩm này. Của ố hái nha các ơi. Rồi đợi chị xỉ nhá, chị Trung Trân ơi. Ha tuyệt phẩm nhá, của vẹt này. Có nhá chị ơi.
Chốt rồi, cái kia họ chốt mất rồi. Màu này size 45kg. Trời ơi, đẹp quá. Một màu hàng hiệu nhá, cái một màu hàng hiệu tuyệt phẩm nhá. Chốt rồi, họ chốt mất rồi. À, chị Hồ Diệu không lên sổ á? Chị Hồ Diệu không lên sổ này. Thì em xả đỡ nhá chị Hồ Diệu ơi. Xả cái này ra đem hàng hiệu mà. Đi trời. Rồi màu này nhá mọi người ơi, đẹp xuất sắc chưa? Rất là đẹp, rất còn tươi sáng này. Đây 45kg đổ lại mặt đẹp nhá, 45kg. Nè 46kg mặt hơi rồng luôn nhá. À hơi chật. Siêu phẩm nhá mọi người ơi. Có cổ tù nám không em? Có nhá chị Ấn Hoa Đại Nhân ơi. Tiệc cưới ngốc hơi nơi lắm chứ có cái nào 320 chị ơi. Không có 320 chị ơi. Rồi tuyệt phẩm này hàng hiệu này, hàng hiệu chuẩn hiệu luôn nhá thật ơi. Không hiểu thì đập thẳng vào mắt em không ra thật tiền nữa nhá. Quá đỉnh luôn, cái này là tuyệt phẩm nữa nhỉ. Bán cho mọi người mẫu này nhé mọi người, rất là đẹp đấy nhá. Form này chỉ là nhỏ mắt này. À lấy nã. Nã. Có ai kêu không? Nã vừa liếm ta. Nã vừa liếm rồi ta. Đây có con bạn em mặc cái này đẹp mà nó nói em mà em quên mất. Một mẫu chuẩn hiệu, chuẩn đẹp hiệu đấy nhá mọi người ơi. Mẫu này nhá mọi người, xuất sắc lên này. Đây 450k. Chờ chung mèo 450. Ok chị Hồi Diệu 450 đẹp lắm. Em mang bàn nửa giá. Nửa giá thị trường đấy ạ, nửa giá thị trường 450. Cái áo nam vừa rồi, áo nam vừa rồi là 350k. Đẹp 45, đúng rồi Ngọc, trời đất thích Ngọc này. Cái này đẹp nhất tính mà hàng hiệu đó Ngọc ơi. Hàng hiệu chuẩn hiệu luôn á. Trời ơi, Ngọc mà nhìn cái này. Có đẹp lắm á Ngọc ơi. Chị đang mê cái ním mà đeo. Chị bị chất. Cái áo nam vừa này là 350k nha chị ạ. Tiệc cưới Ngọc Hình ơi. Đúng rồi, sáng lắm. Cái gà em là đẹp nhất tính mà em là cái phóng đi, có cái phóng đi. Em bán 450 là rất là rẻ luôn. 450 là rất là rẻ. Báo giá toàn thị trường giá thích như thế này này đó. Mọi người thấy phóng chuẩn không? Chuẩn không? Không chuẩn không lấy tiền nhá. Không chuẩn không lấy tiền. Bán là rất là rẻ luôn nhá. Khách ơi, nên khách chia sẻ like, tăng tương tặng lên cho mèo nhá. Khách chia sẻ like, tăng tương tặng lên cho mèo này. Đây. Chị đó ơi, lấy áo nám 50kg thì à nở thì đây nụ cổ trụ hàng siêu phẩm size 66 hàng xí, đúng rồi chị tiếp cận nó phải lấy hàng xí mà giá thấp mình có giá đây nha chị ơi. Em nói chị đi phải khám nha, hàng xí thì họ bán 1 triệu 2 triệu, thấp nhất là phải 800-600. Em bán là báo giá thị trường. Đúng rồi, đẹp lắm. Em mặc vừa mà đòi chị Nguyễn Phương vừa. Em mặc vừa mà đòi chị Nguyễn Phương vừa. 450 chỗ cho Thảo Ngọc, 450 chỗ cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, à thôi Thanh Ngọc phải. Trời ơi, cổ trù này. Cổ trù siêu phẩm nha các ơi. Tiếng là nó phóng nhỏ. Phóng mà sai mơ cái là em hột bạc thôi. Nhưng em cài 450 đi chị ạ. Thanh Ngọc ấy nhưng chị bẻ nướng kìa. Sớm nhường đấy chứ. Rồi màu này cổ trù đẹp xuất sắc lắm nha các ơi. Em gai bố mà em đúng tái quá. Thôi khỏi đi nha các ơi, khỏi đi nha. Cổ trù siêu phẩm này, cổ trù chị nào hỏi cổ trù này. Đẹp nhất tím lên nha các ơi, 50kg đổ lại mặt đẹp, 50kg nhá. Phóm này, giá này. À nắm đây em một xí nhá. Cổ trù nhá mọi người ơi, 50kg đổ lại mặt đẹp. Xin chị mặc cái này đến một xí. Đẹp á. Chị chưa có cái này. Không, chưa có. Đó chị đeo, thích ra lên mình chọc đó. À, thấy nó không nhường. Rồi ok, đây mẫu đây 50kg nha mọi người, bán cho mọi người mẫu đây nhá. Siêu phẩm này, đây, giá thật đấy nó bị trượt nhá mọi người, còn giá nữa kia là nó bị bệ đó nhá. Mọi người thấy ghê không? Chỉ còn những đường lôi đá thì dùng thì nó sẽ trượt đấy. Đấy, bán cho mọi người mẫu đây nhá mọi người, 300k tính rồi không? Chuẩn cho mèo 300k, siêu phẩm 300k lên cho mèo 300k. 300k chia sẻ lại để tương tác lên cho mèo nhá. Lên cho mèo 300k, 300k nhá các ơi. Nhất tím này. Để lấy cho mèo 300k. Chia sẻ lại nhá. Ôi đẹp quá. Không đẹp không ăn tiền này, 300k. 300k, ha siêu phẩm. Ha siêu. Cái áo của chị thấy cái khóa có vẻ khó cài hả mèo? Thấy lúc này mèo cài mới được. Dạ tay. Tay em. Tay mong tay em á chị. Tay mong tay em á. Trời ơi xuất sắc chưa. Tuyệt phẩm của nữ này, chị nào sái lơ này. Đây đẹp quá, hello chị muốn xin. Mọi người thấy trượt đó. Đây ha, siêu tuyển là như thế này nhá. Hello chị Nguyễn Trương Ý Thơ. Trời ơi. Chị không khỏi đuôi chị. Nóng nghìn luôn. Ghê thiệt.
Cho tôi 5.000 này. Màu xanh đẹp hơn. Rồi cho tôi 1.000. Cho anh đẩy nhấn bên em tôi 1.000 đó nha. Bỏ lại tôi 5.000 cho cũng cho khách này. Không, hết lắm á. Trời ơi, màu này nha mọi người ơi. Đây, chị nào để phóng to nhá. Đây, 55-57kg. Chị nào cao nữa thì 60kg nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, mọi người thấy giá nó như thế này thôi nhá. Bán cho mọi người màu này 300k. Hàng chuẩn đẹp nha mọi người ơi. Mới là như thế này nhá. Giá này, giá đẹp nhất tim luôn. Là 21.000 nè, em còn đâu biết đâu. Giờ tớ này là mấy nhấn lên à. 21 nè, 8.000. Lấy lóc, để lóc cho cả nhà lên nhá. Em không nói cái người cao, mình nói tớ thấp. Thì em bởi mới nói đưa tớ 5.000 nữa. Lấy màu này cho chúng ta 300k. Xuất sắc nha các nơi, xuất sắc. Hello chị muốn xin. Rồi vào danh sang ra. Trời ơi, tự nhiên họ lái chứ xong bảo đi dần giá đi ngủ. Lấy màu này cho chúng ta 300k. 300k siêu phẩm. Lên con màu nấu đâu lại. Áo 50 em đời em một chị nhá. Trời ơi. Đây, màu bé siêu phẩm này. Trời ơi, xuất sắc chứ, màu bé này. Nó bị đồng 100%. Vậy thôi, em sẽ nói lại rồi. Rồi, trời ơi, áo rất là đẹp đấy nha khách ơi. Tuyệt phẩm này, màu bé nha khách. Màu này nhá, 52-53kg đổ lại mặt đẹp. Cáo cáo 55kg nhá. Cáo cáo đi 55kg. Tuyệt phẩm này bán cho mọi người này. Tuyệt phẩm này bán cho mọi người này. Giá sốc luôn. Đây, em sẽ tiên mọi người màu này giá sốc 349 cho giúp mèo 349k. 349k. Đây không ai chốt thì 349k. Áo nào đời em một chút nhá. 349k. Đẹp nhất. Màu bé đẹp quá. 349 không đẹp không lấy tiền. Em đã hài giả cho khách rồi đấy. Rồi lấy một tuyệt phẩm nam. Về áo có 190 thôi mèo ơi. Là là hai tờ đố nữa hả? Rồi màu này tuyệt phẩm nha mọi người. Tuyệt phẩm 349 chị Huyên Trần. Đẹp quá. Cái đó siêu đẹp luôn đó chị Huyên Trần ơi. Mới lắm. Mới cực kỳ luôn. Rồi vẹt nám nha mọi người. Vẹt nám siêu phẩm này. Đấy, size XL nhá. Size XL màu này em. Bán nha mọi người vẹt nám tuyệt phẩm này. Trời ơi, củ vẹt nám này. Xuất sắc chưa? Ừ. Lấy gì lên đoàn. Rồi tuyệt phẩm. Hello, hello. Cả nhà chia sẻ lại email nhá. Màu này nha các đây, giá thật nhá. Giá thật đảm bảo luôn. Mọi người dùng giá là sướng kinh khủng. Rồi màu nám này nha mọi người ơi. Đây size XL. Chị nào size XL 70kg đổ lại mặc đẹp nhá. 70kg đổ lại mặc đẹp. Lấy màu này nha các đây. Không lại không lấy tiền. Rồi bán cho trong nghĩa mọi người nhá. Bán cho trong nghĩa mọi người màu đẹp này nhá. Với giá 300k. Lấy cho mẹ chuyện trong yêu. Trong yêu với giá 300k. Lấy cho mẹ chuyện trong yêu. Đẹp quá. Cô vẹt này mẹ em công sở rất là thích luôn. Con á, mẹ em đi làm ngày nước là cực kỳ thích cô vẹt này nhá. Lấy màu này lấy cho mẹ chữ trong yêu 300k. Đó là bán cho trong yêu cả chị nhá. Chị ai mày xưa. Trời ơi. Tôi khổ với người dữ người ơi. Rồi lấy một màu nhá. Lấy một màu này xíu đi. Một màu tuyệt phẩm hàng hiệu nhá. Một màu tuyệt phẩm hàng hiệu cho khách này. Đẹp nhất tính đó. Chị nào size ở chụp màu này nhá. Chị nào size ở chụp màu này đi này. Hello chị Thương Vũ. Màu này 46, cáo cáo thì 48kg nhá. Đây màu này bán cho mọi người 300k. Chụp cho mẹ chị siêu phẩm 300. Siêu phẩm 300 thấy trong yếu rất là đẹp đấy nhá. Lấy màu này lấy cho mẹ siêu phẩm 300. Em có thể bán nhá mọi người. Thấy ngã thì 5-6-8 là chuyện bình thường rồi. Em bán cho mọi người 300. Lấy lọc lấy lời đó nhá. À quên. Lấy lọc lấy mai à, lấy chứ đó. Lấy dính. Rất nhá mọi người ơi. Ai lấy màu này chụp cho mẹ 300k. Không đẹp không ăn tiền nhá. Rồi ơi đây. Đây mọi người thấy nhá. Thấy hôm đó giá lái mà. Đây giá này. Giá như thế này này. Tẹt nó giá ra luôn này. Ghê không. Cô vẽ nhá mọi người. Đấy. Xuất sắc. 300 chụp cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Chị Huyên Trân sóng hết thôi. Rồi màu này đẹp quá nhá mọi người ơi. Vẹt này. Vẹt siêu phẩm này. Size S. Rất là chuẩn luôn. Mọi người xem này. Giá này. Có choang dài không? Choang dài không có chị Vũ Đại Giá ơi. Đó chị xem lại trong yếu. Đợi lại đợi em một chút nhá. Nhâm á. Rồi là chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn xà ra á. Xà cái 300 nữa ra á. Thôi vẹt đẹp quá. Vẹt tuyệt định. Để chị nào hỏi xá nhỏ này. 46kg độ lại mắc đẹp. Giá thật nha mọi người ơi. À chị chứ đó.
chia hướng về nước nguyên phóng lại cái 800 rồi vâng ạ. Rồi tuyệt phẩm đẹp nhá người ơi, tuyệt phẩm đẹp nhá, cái 800 rồi nhưng người chủ nó chị ơi đẹp lắm, mà em bán 800 thôi. Rồi em chủ đám cho em xem lại cái trong nhiêu này, trong nhiêu trong đẹp không chị lệ á. Ok ok, em đâu biết đó, chị tưởng chị nói nhầm á. Em tưởng là trời ơi về siêu phẩm 46kg độ lại mặc đẹp này, đẹp quá. Màu giá thấp đấy nha mọi người, mọi người thấy tiền mình giá ghê không? Siêu phẩm đẹp nha mọi người ơi, màu này nha cực kỳ sáng chảnh luôn đấy, giá này mê luôn, xí nhá, xí nha chị Vũ Đại giá ơi. Dạ ok chị Hương Nguyễn, Hương Nguyễn hàng xí nha, em chơi nào xí tuyệt. Rồi màu này nha mọi người, lỗ này là lỗ giang ai bữa trước khánh thấy à, khánh thấy là cái đồ đó tinh tế như thế nào à? Trời ơi tuyệt phẩm nhá, màu này 46kg đổ lại mặc đẹp 400k, ai lấy màu này đấy như mèo 400k vậy, tuyệt phẩm 400k, đến như mèo 400k. Không nha chị Phạm Thanh Hải ơi, không nha mọi người ơi, em không cho kiểm hàng nhá. Ai khách nào có muốn kiểm hàng thì khỏi chốt bên mèo á. Em nói thiệt rất nhiều khách đấy này, bỏ về một đống bên này thôi em nói nhá, rất là đẹp luôn, màu này trời ơi sáng quá, 400k. Ờ chơi hàng xí này, rất là nhiều là hàng mới á. Còn kia lên hàng thử hàng có con nữa hồn chi hàng xí vâng, tuyệt vẹn 400 chị Huyên Trần, chị Mỹ Trần 6 rồi. Chơ hàng xí mà khách thứ nhất mất hàng em là một, thứ hai thấy chị cầm không? Hương Nguyễn nữa, cái mới này để chị chụp lại. Báo đài luôn mà em nói thiệt luôn là em nói báo đài luôn mà khách ơi, em báo đài là báo đài thiệt, em chỉ lơi cả mấy chút thôi, nói để khách biết đó. Chứ mà nữa đâu nên khách yên tâm. Đây chụp lại nhé chị ơi, chụp lại cái 300k tuyệt đỉnh chân tay đấy của chị nhé. Đấy. Rồi đúng là nhìn vào áo và em sẽ còn định giá cho khách nên khách yên tâm nhé, không sợ bị hở đâu nhé. Rồi siêu phẩm vừa siêu phẩm nhé khách ơi. Đây à, cái mà trong nhiều đấy nhé chị ơi, tâm mới cái đi đẹp. Đẹp mà thấy không? Chốt rồi ấy, chị ơi, chú cha chị Nguyễn Trân nghỉ thớ con có bán chén nữa. Rồi mơ là hút rồi, đúng rồi, cái này nhỏ, cái này em mặc vừa thôi. Rồi màu này nhá, màu này này chị bán bao ở trong nhiều này, lấy màu này đấy này, cô vẻ siêu đẹp luôn này. Trong nhiều này, trong nhiều siêu phẩm bên chị Thảo 8.990 ơi. Ủa lấy cái nào vậy, lấy cái nào vậy mấy mấy trả chị thôi. Đó thấy chứ, em là em chỉ kiếm mấy chút thôi, nên khách chỗ thang thì phải chỗ chắc với mèo, cho đừng có xả lưới xả tới với đừng có bấm hàng nhá. Vì hàng này rất là hiếm, em thấy đúng 72 cái gì đó chứ em để lại lá mà chị Hương Nguyễn đây. Ai lấy món này chỗ với mèo trong yêu nha mọi người ơi, trong yêu của vẹt này, hàng cho mến công sở. Hello chị Vài Minh Thu này đó chị á, ủa hiếm biết luôn á. Đúng rồi, có hai kiền, một kiền đã chỉ một kiền bên kia. Bên nào đồ bán tầm 700. Đúng rồi, em nói mà mọi người tiếng chứ, đừng nói mà em tiếng. Thiệt, đây ai lấy trong yếu này nha mọi người, thì lấy đi mẹ chị trong yếu nhá. Kìa đi. Rồi màu này siêu phẩm nhá mọi người, siêu phẩm hàng hiệu này. Đấy. Ok, chị bán ba lên cho mẹ số điện thoại nhá. Đây tuyệt phẩm của tuyệt phẩm nhé mọi người, tuyệt phẩm nhé. Rồi mấy cái cổ này rất là sáng luôn, chị nào đi làm em nói áo tu sáng cho mấy màu này luôn. Hello chị à, quên. Chồng em nói 3.9-3.9. Ok chị bón bó, chị bán bao ấy này, trong yếu là 309 hay 319. Rồi vẹt siêu phẩm hàng hiệu nhá các ơi, vẹt siêu phẩm hàng hiệu này, rất là mới luôn nhá. Còn nút màu cá 1m58 nằm 46kg, màu này 50-52kg đổ lại mặc vẹt. Sáng mơ hả? Còn cái tuyệt đỉnh, còn cái tuyệt đỉnh. Má lẻ chị ok chị thân minh em cảm ơn. Đúng rồi em nhớ rồi đó. Rồi màu đen nha khách ơi, đẹp xuất sắc với nha, giá thật này
và siêu phẩm đây, 50 cái hello chị vài miếng thu chốt áo, giá này giá thật đấy chị vài miếng thu ấy, sướng lắm, được còn 72 cái gì đó em nhớ luôn. Ok chị, rồi màu đen nhá các ơi, sắp like đầm chị nhà lý em xong mở mở đây làm like đầm nhá. Rồi màu đen nhá, tuyệt phẩm 50 này, 50 tao tao 5152 ký bó chen được nhá. Ai để siêu phẩm này nhá mọi người, báo mới hàng hiệu luôn này, báo mới hàng hiệu luôn nhá. Tuyệt phẩm vẹt này mọi người thấy nhá. Ghế đó, rất là xuất sắc. Ai để màu đen nhá mọi người, chuẩn dung mèo nhá. 350k lên mèo 350. 350 nhá mọi người ơi, 350. 350. Tuyệt đỉnh lên đi mèo, lên lắm. Em con cái em đang để em mặc mà nó rồng, nó hơi rồng sáu với mèo. Đây cái này sẽ là cuối line. Đây mọi người thấy không? Hàng của giá ra này, hàng giá ra chuẩn luôn nhá. Hàng giá ra chuẩn luôn này. Mọi người thấy ghê không? Cái này mèo nó 349 này. Em muốn nhận được 349. Đấy. Bộ này này mà em mặc hơi bị rồng này. Em đang phấn vấn nên là đời sĩ. Cả một cái được một cái thôi. Cả một lễ được một cái thôi nhá các ơi. Rồi lấy một màu nám nhé. Này mèo là 349 này. Em nhớ 349, 359 cái đó. Em nhớ là 349, 309 cái đó. Rồi siêu phẩm nha mọi người, 350 chuẩn cho chị Huyền Diệu. Hồ Diệu ơi. Hàng hiệu chuẩn đẹp đó nha chị ơi. Mà nó mới tính như thế này này. Hàng hiệu chuẩn đẹp mà nó mới tính như thế này. Bạn nhớ chị 350k. Trời ơi, nước tím đấy nhá. Đây, hai cái là bằng một cái. Mà 549, mà 549 chỗ tôi ấy chị ơi, mà 549 chỗ tôi, à chỗ tôi ấy anh ơi. Cái 549 là cái mà bo này em nhớ rất đẹp lắm. Xem lại lái là biết thôi, ok chị đúng rồi. Mà kì. Trời ơi đẹp quá. Nhất tím màu nám đây nhá mọi người, màu nám này siêu đẹp luôn nè. Màu nám cực kỳ đẹp luôn nhá. Rồi đấy nha mọi người. Rồi tuyệt phẩm nhá. Màu này 65kg đổ lại mặc đẹp, 65kg nhá các ơi. 65kg áo nám siêu phẩm nhá. Phụ tử 45, trời ơi, hiếm vương ghế thiệt. Đây, 60kg đổ lại mặc đẹp nhá, 60kg. Màu nám đây siêu đẹp luôn ạ, siêu đẹp luôn nhá mọi người. Lấy màu nám 65 này. Em nào cao bên mạch 7 thì tuy chiêu cao của mọi người mà đỡ lấy nhá. Em nào mà mạch 6 rồi đó. Đây, em nào mà mạch 6, mạch 62 là 65kg nhá. Rồi ai lấy màu đen nhá mọi người ơi, 4 siêu đẹp nhá, 400k. Hồi giờ đúng rồi chị, hồi giờ hai cái. Màu đen bó rất là đẹp luôn này. Trời ơi, em chỉ bán 400k cho khách luôn này. Rất là đẹp lắm. Đấy, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Chốt lấy giùm em 48k nha, 48k. Chia sẻ lái giùm em với nha các ơi. Đêm nay đâm cũng rất đẹp, em cay nguyên một đêm mà vừa em nghỉ này, sáng em mơ này. Em nghỉ ở lệ nhá. Chuẩn đẹp luôn ạ. Xuất sắc. Ôi đẹp quá. Em đang cao cá măng rất là đồ luôn. 48k chị bón bó. Chị máy tháng 6 đó. Cái đó rất là đẹp luôn nhá. Chị trắng luôn sáu rồi, cái này đẹp lắm, cái này còn nám rất là đẹp lắm. Rồi màu đen nha mọi người, có loài sẽ bị trây nhé chị ơi. Và bị trây có áo phóng nhá. Thì hàng xí là bắt buộc phải như vậy nhá. Nhưng mà lái cả giá ra đi chị mèo. Không, thắm chị dáng á, chứ thắm chồng mua ra trời ơi. Lái cả giá ra, đợi em chị em đang suy nghĩ vì nó hơi rồng. Trời ơi, mau xuất sắc nhá, mau xuất sắc không ạ. Màu đen nha mọi người ơi, 50kg đổ lại mặc đẹp tuyệt phẩm nhá. 50kg ạ, siêu đẹp của đẹp với những bạn là đẹp thương này nhá các ơi. Trời ơi, em không thể nói nổi nhá. Em không thể nói nổi này, đó. Mọi người thấy giá. Giá thương là nó bề đó nhá, chứ mà là nó để như đi nhá các ơi nhá. Tuyệt phẩm giá nhá mọi người ơi. Màu đen là tuyệt phẩm này, trời ơi. Nhức tím này. Bán nhá mọi người, màu đen nhá mọi người ơi, rất là rẻ luôn. Chụp nhấn lên giúp mèo nhá. Cực kỳ đẹp, không đẹp, không lấy tiền. Đây. Mới nhá chị ơi, mới nhá, mới 350k, chuyển cho mèo 350. Màu cực kỳ độc. Nói hơi hở đấy nhá. Nói hơi hở rồi đó. 350k, lấy cho mèo 350. Trời ơi, lấy một vẹt cổ điểm rất là sáng luôn. 350, nước tím đấy nhá. Vì ăn nám là cao hơn hàng nửa ấy, chị ơi. Nhưng cái nó đẹp lắm. Trịt đẹp quá. Chốt rồi hả? Không. Ủa dạ? Đi. Hả?
chị ơi, màu này bị lém đây này. Bị lém chắc là gió ủi đấy. Nhưng mà phải trống nhá. Ai mua màu này mèo giảm 50 cái nhá. Giảm lộ 50 cái này chắc trống nó lan nhiều nhá. Đấy, em phải nói rõ để cho mọi người chủ chết phải hiểu em không đấy. Đấy nhá các ơi. Rồi lấy một vải siêu phẩm. Ngoài rất là mới luôn, báo mới luôn. Thì là trống gió khi họ giá thấp á. Họ giá thấp á, nên đầy nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi đẹp xuất sắc. Gió hân ủi á, gió ủi á, ủi rất là ủi luôn. Trời ơi. Hello về tới Trần, trời ơi lấy một vẻ siêu đẹp luôn. Lấy một màu vẻ cho mọi người ơi. 50kg đổ lại mặc đẹp. Thủy bán 50 nha mọi người, bán 50 để em mặc. Vẻ tuyệt phẩm nha mọi người, vẻ này giá này xuất sắc luôn ạ. Cái này là gió ủi nhá. Gió bị ủi á, thủy bán 50 nhá. Ai lấy màu này nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn, 300k, chủ giúp mê chủ vét. Vét 300k. Lấy màu này lên giúp mê chủ vét. Vét 300k. Vét 300k, đẹp quá. Vét này siêu đẹp luôn, trời ơi cái dạng này. Có vét này mà mặc đi. Mặc là siêu cứng luôn á, vét 300k. Đâm chị bảo bên nó có, chị để em lại đâm. Lái xong vẻ này là lái đâm đấy. Vẹt 300 chị Huyên Trần, trời ơi. Tuyệt phẩm này, tuyệt phẩm này. Đây, màu này nha mọi người. Siêu phẩm nha mọi người. Không phải là, không thể vẹt vẹt chị Huyên Trần. Đấy. Một tuyệt phẩm bán là gì bán được này. Đây, cái này mấy chỗ mấy em nám mặc rất là đẹp luôn hả? Nữ chắc vậy. Rồi tuyệt phẩm nha mọi người, đẹp xuất sắc lắm nhá. Màu này nhá. Đấy. Em mình quá không liên lạc được luôn á. Rồi màu này nha mọi người ơi, xuất sắc luôn này. Chị nào 55-57kg cao rồi. Size lớn nha mọi người ơi. Size lớn nhá, rất là sang. Vẹt 300 em chụp rồi nha chị ơi. Đợi đâm lâu quá 30 chưa. Trời ơi. Đêm em đâm rất là xuất sắc lắm mãi. Mọi người nghỉ lệ rồi không ạ. Đợi mẹ một xí thôi, đêm em đâm không đẹp em không lấy tiền. Thế đến dù luôn đâm không đẹp em không lấy tiền nhá. Đợi mẹ một xí thôi ạ. Rồi màu này nhá, cái đôi đẹp nhất tiền luôn nhá. Chị chuyển khoản xong con lộn mẹ đi. Trời ơi, ghê dạ. Rồi ai lấy màu này nhá mọi người ơi, rất xuất sắc luôn ạ. 350k, lấy cho mẹ 350 à, siêu phẩm. 350 màu rất là tệ luôn nhá. Đây, màu cực kỳ tệ luôn này. Ai lấy màu này chuẩn cho mẹ 350 đẹp quá. 350 nhé các ơi, chia sẻ lại 350. Trời ơi. Lại nào không lại. Trời ơi, lấy một siêu phẩm màu 350 chị Mai Khinh. Quả nhức tím một quả đẹp. Lấy cho mẹ sổ điện thoại nhá. Trời ơi, chị Huyên trên sao đó cái 350 đẹp lắm. Hello anh Trần Đình Hoa, có mẹ áo nám đẹp lắm. Lại nhân qua đầm, ok. Rồi màu này siêu đẹp đấy nha mọi người. Màu tặng bé sửa nha, màu tặng bé sửa siêu đẹp. Đấy, đó, nó bị dỡ một xí ở đấy không sao nhá. Nên bản siêu phẩm này cho mọi người cả nhà này phải già lộ luôn. 300k, ai lấy màu này nha mọi người ơi, tụi chúng mèo 300k. 300k, ok chị Mai Khánh. Lấy màu này lên cho mèo 300k. Màu tặng trắng nha mọi người. Này, lấy màu siêu phẩm này lên cho mèo 300k. Nó bị dỡ này, em là dỡ là dỡ nhá. Chứ còn lại là giá thì áo tôi đẹp luôn. 300k. Về cái này đến là kiểu khéo đẹp với như chị Bóng Bói. Ở đây hấp rồi nhưng về mọi người muốn mới á. Mấy học sinh nên về mọi người hấp đến lại nha mọi người. 300k chị Hương Nguyễn Hương Nguyễn. 300k chị Hương Nguyễn Hương Nguyễn. Thế cái Nguyễn Tiến mới đây á. Răng hai cái giống nhau đi. Phải. Hả? Cái đó hả? Ờ. Cái đó chứ. Đưa con á. Sao cái đấy nó ngay hả? Đéo biết cái nào vậy nó. Thôi. Cái kiếm kia nó sáng rồi. Thì như khi này lấy này á sao không?
Ok, Trung Trinh, Trung Trinh xả răng. Rồi lấy một màu siêu phẩm nhé mọi người, màu này cực kỳ bụi luôn nhá. Màu này cực kỳ bụi. À, ý là trống như dáng da thấp luôn cho em á. Da thấp luôn cho em á. Nhớ thì để ý kì, mày thấy á chị ơi. Ồ, đó hả? Không ở đấy là chắc rồi, không thấy chị đánh đi đánh xí thôi. Và hôm nay nha mọi người, em thấy mấy anh nam mặc rất là đẹp luôn nhá. Em này mấy anh nam mặc xà của chúng trên đá chị biết. Rồi màu này tuyệt phẩm nha mọi người, 65kg này, 65kg siêu đẹp luôn nhá. Hả? Chúng trên. Lấy được cho cô. Ờ, xạ xạ đó. Rồi đẹp xuất sắc quá nè, đẹp lắm nha mọi người, màu này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, đây. Ai lấy màu này nha mọi người, đẹp quá, nhất tím nè. Rất là bùi luôn. Lấy màu này nha các ơi, chuẩn cho mèo 400k. Siêu phẩm nha, 400k. Đấy, bá mở luôn nha các ơi, bá mở luôn. Lấy lấy cho mèo 400k. 400k ha, siêu phẩm 400k. Ôi đẹp quá. Bó này rất là đẹp luôn nha các ơi, bó này cực kỳ đẹp luôn này. Màu này nha. Hả? Bây giờ ai bọc lấy ra luôn này. Rồi 400k chị Hương Nguyệt, Hương Nguyệt đẹp quá. Chị trắng luôn xong rồi. Rồi màu này nha mọi người, 50kg đổ lại mặc đẹp 50kg nha, 300k. 300k, siêu đẹp luôn. Ai lấy màu này chuẩn cho mèo 300k. 300k nha mọi người, đẹp lắm. Ai lấy màu này lấy cho mèo 300k. 300k nha các ơi, 300k. Đẹp nhất tí nhá. 300k em lái nhấn để xỉn được quá nữa nhá. Trời ơi, lấy một kiệt tác. Mọi người xem tẹt mình giá này. Đây, tẹt mình giá nha mọi người ơi. Màu này size S rồi nha, size S. Đẹp quá. Màu mơ size S nha mọi người ơi, màu này chuẩn size S luôn nhá. Chuẩn size S. Chị nào mà đối nhảy eo thì 50kg cũng được, còn lại không 48kg thôi nhá. Màu này bảo 400k, báo rẻ nhất thị trường. Ai lấy màu này chuẩn giúp mẹ chữ siêu phẩm. Đúng chữ siêu phẩm mà chuẩn nhá. Màu này màu bo nhá. Lấy màu này lấy giúp mẹ chữ siêu phẩm 400k. Siêu phẩm 400k, đẹp nhất tính ạ. Chia sẻ lại nha mọi người. 400k, 400k. Chữ siêu phẩm nhá, không tính chữ bo nhá các đây, không tính chữ bo. Không chơi, không chơi, mấy màu siêu phẩm phải công bằng nha, họ lá chết. Siêu phẩm chị Huyền Trần. Trời ơi, tuyệt đỉnh nhá, tuyệt đỉnh. Một màu hàng hiệu này khóa mà con hàng hiệu nữa nhá các đây. Toàn nào nhỏ rồi em mà chụp, trời ơi, màu này chị nào sai nhỏ. Nhấn liền lên nha các ơi, trời ơi, 46kg đổ lại mặc đẹp quá sang trình. 450k, lấy màu này chuẩn cho mèo 450. 450, trời ơi đẹp quá. 450, bo chuẩn mất thôi, chị cũng tên chị hôi nhiều ơi, 450. Không đẹp, không ăn tiền. Bo bao nhiêu chị? Bo 400k. Trời ơi, một cổ trù này, chị nào khách nào hỏi cổ trù. Đẹp nhất tính đấy. Màu hàng nhiều này, màu này màu hàng nhiều size S. Màu hàng hiệu size S nhé các ơi, vì nó rất là xuất sắc luôn. Size S 450, chị Huyền Trần. Em nói ai nhìn cái hàng này. Ôi trời ơi, trù nhá mọi người ơi, trù này, trù siêu phẩm. Đây, cổ trù này, trời ơi đẹp, đẹp lắm. Quá đi nữa nhá, màu này quá sang, quá sang. Màu này 52, 53kg đổ lại mặc đẹp. Siêu phẩm cổ trù. Lấy màu này nhá mọi người ơi. Xuất sắc chưa, mọi người thấy nhức tím nhá. Không đẹp không ăn tiền. Không đẹp không ăn tiền nhá. Ai lấy màu tuyệt đỉnh đây này. Trời ơi, đẹp quá. Không chơi nổi nha mọi người ơi. Không chơi nổi nhá. Ai lấy siêu phẩm này. Chỗ chúng mẹ nha mọi người. Đây, tuyệt phẩm này nhá. Mấy gái nhỏ Nguyễn Tấm mặc đẹp. Nguyễn Tấm lái thôi. Rồi màu này tuyệt phẩm đến tay nhá các ơi. Tuyệt phẩm đến tay. Bạn nhá mọi người màu này nhá. 399k. Chỗ chúng mẹ 399. Đẹp, ăn đứt luôn. Lấy màu này 399k. Màu đó bao chỗ tay ta. Chị Huyền Trinh lấy màu này lấy cho mèo 399, 399 ha, siêu phẩm. Thôi nhầm rồi. Hở rồi nha mọi người ơi, hở rồi nha. Ai chụp màu này này là hở, là tuyệt đỉnh luôn. Đây, hở rồi nha, hở rồi nha. Hở rồi. Rồi
mẹ xế phẩm. Rồi tuyệt phẩm nha mọi người, tuyệt phẩm này. Đấy, cái tái đó đấy nha cho mọi người, con nút đó nha. Má chỉnh chỉnh nha mọi người, tuyệt tới chị Nguyệt Môn. Chị Huyền tên sái đó, xế phẩm của cô bá chỉnh chỉnh chị Nguyệt Môn đó. Trời ơi, xuất sắc đúng rồi, ai lớn nhá. Nguyệt Môn này lấy như mèo số điện thoại về chỗ được nhá. Đúng rồi, chị Huyền ta lấy bên mèo nhá. Nên ai không nữa thì vừa quá chị Huyền đang chốt. Tuyệt phẩm này, coi mọi người xem ép giá này. Xế phẩm nha mọi người ơi. Tuyệt phẩm nhá. Nguyệt muốn lên như mèo số điện thoại cái đó rất là xuất sắc luôn. Chuẩn đẹp luôn nhá chị Nguyệt muốn ơi. Xuất sắc này, ai để màu này 50kg đổ lại mắt đẹp, 50kg tuyệt phẩm này. Tuyệt phẩm nhá mọi người, hàng hiệu này. Hiệu mà như thế này luôn này. Đây một màu hàng hiệu chuẩn áo luôn nhá mọi người ơi, chuẩn luôn nhá. Ai để màu này nhá mọi người ơi, chuẩn như mèo nhá. 400k lấy như mèo chữ, lấy như mèo chữ, chữ chuẩn. Lấy màu này 400k lấy như mèo chữ chuẩn nhá, chuẩn siêu phẩm 400k. Phóng cái áo tôi đẹp với nhá các ơi, chuẩn siêu phẩm 400k. Đẹp quá, chuẩn siêu phẩm 400k. Không đẹp không ăn tiền nhá. Ok chị Nguyệt muốn. Em lại là nhất tím nhất minh nhất mẩy luôn á. Rồi đấy nhá các ơi, trời ơi. Lên một phóng mùi cho cách này. Phóng này giống khi này, nhưng mà cái giấy kẹo nó không ăn nhá. Chia sẻ lái và tăng tương tác ạ. Cái vẹt này rất là đẹp luôn, hàng hiệu nhá. Rồi màu này nhá các ơi, 60kg đổ lại mặc đẹp nhá, 60kg này. 60kg nhá mọi người ơi, đẹp như tím nhá. Đấy, đẹp như tím đấy nhá. Không đẹp không ăn tiền. Ai để màu đen nhá mọi người ơi, tuyệt phẩm giá thật này. Đấy, mùi này nhá mọi người ơi, 60kg đổ lại mặc đẹp. Phải cáo lắm nhá, mà đây kia đây. Trời ơi, cái đẹp này mà không ai lấy á. Vì gì vậy trời. Ai lấy màu đen nhá các ơi, chữ giúp mèo nhá. 48k lấy như mèo bộ. Lấy như mèo chữ vét bùi 48. Bùi 48k nhá, bùi 48k. Chuẩn 48 chuẩn cho chị Thủy Hồ, đẹp quá. Chuẩn 48k chuẩn cho chị Thủy Hồ, lấy như mèo số điện thoại bùi 48. Bùi nhá mọi người, cùng 48k nhá. Bùi 48 chuẩn cho chị Nguyễn Phương. Rồi đấy ạ, nút lên trống này. Nút lên trống nhá các ơi. Đẹp quá. Ok chị Thủy Hồ nhá. Trong chị mặc vừa không? 70kg. 70kg mà cá mấy trời? 70kg mà cá mấy chị? Rồi màu đây quả là sáng luôn nhá. 52kg đổ lại mặc đẹp. 50kg được này. Màu này cổ 1 phấn đấy nhá. Nút lên trong này siêu phẩm này. Ai lấy màu này nhá mọi người ơi, 350k. Lên như mèo 350. Trời ơi, nhức tím ạ. Ai lấy màu này nhá mọi người ơi. 148k chị Nguyệt muốn sao? Chị muốn về sao? Chị Nguyễn Phương ơi, trong 70kg mà mấy gì này. Đúng rồi, và em đố to sợ kích á. Vì đố em ra tới như mấy sợ kích đó chị ơi. Sợ hơi kích. Khoảng á, khoảng không ai được á. Trời chị hút. Rồi đây, đẹp quá. 350 chị Huyền Trần. Ôi màu tan á. Gần tới đất. Chơi này. Nhân đi em ok. Ai lấy màu của chị Nguyễn Phương thì đấy nhường quên em nhường này 48k này. Màu đây nhường. Nhường màu đây này. Trời ơi đẹp quá. Nhưng màu đen ngay thứ hai là chị Nguyệt muốn nhá. Chị Nguyệt muốn này. Chị thân viên 6 đó nhưng cho chị Nguyệt muốn mất tiếu đó. Ok, đồ ơi, vẹt đẹp quá, vẹt này, chị nào phóng nhòn. Sai ẻ tất nhá, 45kg. Hàng hiệu chuẩn đẹp đó nhá, khách ơi, hàng hiệu chuẩn đẹp nhá. Nhưng chị thân viên 6 đó nhưng chị Nguyệt muốn mất thôi. 45kg nhá, khách ơi, 45-46kg nhá. Khoảng vẹt sai ẻ, đẹp xuất sắc. Ai lấy màu đen nha mọi người ơi, đẹp quá. Siêu phẩm nhá. Ai lấy vét này này 300k, lấy như mê chữ vét 300. Vét 300, đẹp quá. Vét 300k, đẹp nhất tím đấy. Vét 300k, vét 300k. Trời ơi, tuyệt phẩm này. Con đâu bị hư giấy kẹo rồi á người ơi. Ok chị, rồi màu đen nhá. Nắm. Cái này hứa rồi chị ơi, hứa rồi.
hứa cho nó em lái cho về chứ. Rất là tức luôn đó, mọi người thấy chưa? Lái em lên nữa, nhưng mà ở đây đấy, mọi người thấy không? Thấy không? Đấy. Chứ phải là em không lái đâu. Rồi màu này siêu đẹp với nhá các ơi. 53kg độ là 53 này, cao cao 16 là 55kg, vẹt rất là đẹp với nhá. Vẹt siêu phẩm rồi, vẹt này. Trần đẹp với nhá mọi người. Rồi tuyệt phẩm nha, mẫu này nha mọi người, đẹp xuất sắc lên 300k, chuẩn đi mê chữ vét. Mọi người chuẩn về thái á, ok rồi thì em lái cho mọi người chuẩn về thái ý, chứ em là thiệt á. Em biết được thái đấy. Lấy mẫu này nha mọi người ơi, chuẩn đi mê chữ vét 300k, đẹp quá. Vét giá này siêu đẹp luôn. Em cứ để vào cho chị, ok chị Hương Nguyễn này, để chị Hương Nguyễn đi. Xéo lộ luôn, 250 thôi. Để cho chị Hương Nguyễn bán ở 250 về từ Thái, vì con nó rất là xuất sắc luôn. Đó mà giống như bị ai cắt á, giống bị ai cắt á. Đấy, ai lại mời đây chủ chúng em 300k lái đâm cho rồi á. Để em một chút con này, đang lái cái này lâu chưa. Rồi, đâm đẹp lắm, đâm đẹp mà làm nắng đi nè, má em nghỉ thôi nè. Mọi người có thức về em thì sẵn ta. Lái rất là lâu luôn. Trời ơi, tẹt này, tẹt nhá khách ơi. Size 55 này. Phóng nhỏ nhá. Cổ trụ phóng nhỏ siêu phẩm. Cổ trụ phóng nhỏ siêu phẩm nhá khách ơi. Rồi em giúp em lòng nữa. Em nghỉ mấy ngày được mà. Trời ơi, đẹp quá. Màu này nha mọi người ơi, siêu phẩm nha mọi người ơi, đẹp xuất sắc chưa mọi người thấy chưa? Sái lời đi mèo đời em một chút nhá. Màu này tuyệt tuyệt nha mọi người ơi, bán cho mọi người siêu phẩm đây này, đó. Nhỏ xí một đây này. Nhơi, ai cũng không đâu mệt đó. Rồi màu này nha mọi người, bán cho mọi người màu này nha, 400k. Lấy màu này chuẩn giúp mèo chữ 400. Ok, em lái chưa? 400k lấy như mèo 400. 400k lấy như mèo 400. Rồi lấy một màu siêu vầm nha mọi người. Này ai lấy màu này này. Trời ơi đẹp quá. Màu này nha. Trời ơi dớ nó rồi. Đây ui này. Ui dớ này. Tức dữ chứ. Toàn là bị bạc rồi đó. Điếc thiệt. Ai bảo là trời ơi về hàng có kịp mố mà về em lại. Thôi nám này nám 70kg này 75kg. Nám 70-75kg này siêu đẹp luôn này. Nam 70-75kg nha mọi người, bán cho mọi người màu đen này 350k, cổ vẹt siêu đẹp luôn nha, chuyển cho mẹ chuyển nam 350. Không, nam này 48k chứ. Nam siêu phẩm nha mọi người, tuyệt phẩm này. Em còn chạy đúng không kịp đấy chứ. Có lỡ rồi bán 350 luôn. Đây, ai này nam phong to này lên cho mẹ 350, lỡ rồi nhá. 350, đẹp quá. 350. Rồi lên một màu hàng độc nha mọi người ơi. Hàng độc size S nhá, size S này. Trời ơi, vẹt đẹp quá. Vẹt siêu phẩm nữa nhá. Vẹt xuất sắc lên này, size S nha mọi người ơi. Đẹp nhất tím nữa nhá, đẹp quá. 300k, ai lấy màu này chuẩn giúp mèo này. Siêu, vẹt 300. Đẹp quá. Vẹt 300k. Lấy giúp mèo vẹt 300. Rửa mai em, hoặc không kịp thì rửa mai em lại. Đổi cả này cho chị nhé, ok chị, thân minh. Rồi, đổi này quá. Mà đổi cái gì chị thân minh ơi. Đổi cái nào chị ơi. Vẹt 300k, màu 36 luôn nha mọi người. Màu 36 luôn. Vẹt 300k. 350 nha, thân minh cái nào 350. 350k chị Nguyên Thân, màu áo quốc tế luôn. Rồi, xuất sắc một màu vẹt này nha các đôi vẹt này. Vẹt 48kg này, chị Nam Thảo này 50kg này. Siêu phẩm vẹt nha mọi người. Vẹt chân đơn chị nổi nha, tuyệt phẩm. Vẹt này 400k, ai lấy màu này chuẩn giúp mẹ chữ vẹt cả áo nắm lúc này, đồ cả áo nắm lúc này. Lấy màu này nha mọi người, 300 em chụp rồi nhá. Đây vẹt 3. Thân minh đó. Lấy áo nắm đó. Hai cái nào to thì lấy nhé. Lấy một cái nắm đó mẹ, thấy không? Rồi ok, đồ đã cho chị nhá. Nắm này đẹp lắm.
vẹt này, vẹt siêu phẩm, vẹt này chỗ đây. Năm ba năm mươi em chụp rồi nhá. Vẹt vẹt này chỗ đây chị Văn Hương Nhất Châu này. Văn Hương Nhất Châu siêu đẹp luôn này. Vẹt này 300k, đổi lại cái 450. Em đi lên đi, đi xuống. Chị đưa chị thêm cái tên Vinh ơi, chị 43 cái rồi đó. Chị bà cái này 400 cái là 300, 300 là trên 350. Vẹt này chỗ cho chị Văn Hương Nhất Châu này. Ok ok chị, đây Văn Hương Nhất Châu này. Đẹp lắm đấy chị ơi, xuất sắc luôn. Hello chị Nguyễn Song Thư. Trời ơi tuyệt đỉnh nha mọi người. Tuyệt đỉnh luôn nhá. Dạ ok ok em rồi cái ghế ra rồi. Màu này 50kg đổ lại mặc đẹp. Áo thu tế luôn nha các thầy, 50kg đổ lại mặc đẹp nhá. Ai lấy màu này nha mọi người ơi, xuất sắc, chỉ có đỉnh vừa đỉnh thôi ạ. Một màu duy nhất, tuy cải tuy giả chị ơi, vì em bán giả chánh nghĩa bán hưởng nhất cho. Rồi màu này 50kg đổ lại mặc đẹp nhá mọi người ơi, tuyệt phẩm nhá. Đây, mẹ ơi trưa mai like đầm nhé mẹ. Ok, thôi tới luôn trưa mai like đầm. Trưa mai like đầm sớm, rồi em nghĩ trưa mai em like đầm nhá. Tôi bảo lại cách trưa mai em like đầm, sorry. Mai like đầm giả sóc. Rồi màu này nha các đời đẹp nhất tới mức mái. Mái 9 giờ em like đầm nhá. Không bảo về cách mái 9 giờ sáng em sẽ like đầm. 9 giờ sáng em sẽ like đầm nhá. Báo giá toàn thị trường, cực kỳ đẹp. Rồi ai lấy màu này nha mọi người ơi, siêu phẩm này. Rồi lên cho mẹ màu này 500k. Lên cho mẹ thôi 499k. Lên cho mẹ 499. 499 đẹp nhất tới mức. Trưa mai, sáng mai 9 giờ em sẽ like đầm 499. Không đầm không đẹp không lấy tiền nhá. À tôi chơi này chưa? Thì đây chứ kịp em lái. Kịp em lái siêu phẩm luôn. 499 đổi cho chị thơm vụ. Em sợ mọi người đợi lâu là chị á. Rồi thì về chơi luôn. Chơi luôn 499 chị thơm vụ. Ai mượn chỗ 600 chứ ạ. Rồi xuất sắc chưa mọi người ơi. Tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm nhá mọi người ơi. Mẫu này 48kg đồ lại mặc đẹp 48kg. Áo giá hết, áo giá một lần đây thôi. Em không biết khi nào áo giá về nha mọi người ơi, đẹp quá. Rồi, màu này, rồi xem xuất sắc chưa. Xuất sắc chưa. Ok, đâm, sẽ là đâm. Xong rồi đây sẽ là đâm, mọi người gặp cho mèo thôi, đâm giá sốc luôn. Không lời nhìn, đâm không lời nhìn nhá. Rồi màu này nha mọi người, 350k. Nếu như mèo 350, 350 đẹp như kim 350. Đẹp quá. Rồi siêu phẩm nha các đứa. Rồi màu này thì áo vô sáng lắm. Rồi màu này nha mọi người, 55kg đổ lại mặc đẹp. Ok ok, 55kg đổ lại mặc đẹp nhé. Siêu phẩm màu bò nha các đứa. 55kg đổ lại mặc đẹp. Ai lấy màu này nha các đứa, chụp lái lên giùm mèo nhé. Nhấn tay chia sẻ lấy siêu phẩm này nhé. Đấy, tuyệt phẩm màu bò. Tuyệt phẩm màu bò. Đấy, mọi người xem nhé, thật đỏ chật chật không. 350k. Lên như mẹ 350. Bo 350 nhá. Giá thật nha chị ơi. 350. Trời ơi lái chào giá này lâu nữa. 350. Để qua bo 350 nhá. Rồi tuyệt phẩm. Rồi tuyệt phẩm nám này. Mọi người thấy nám không? Nám siêu phẩm. Bo 350 chị thân vinh. Siêu phẩm nám nha khách ơi, trời ơi đẹp quá. Nám này 70-75kg có bó nhá. Siêu phẩm nám này rất là đẹp luôn nha mọi người. Nám tuyệt phẩm này, trời ơi 400k. À về của chị 350 ấy, chị Văn Hương Nhất Châu ơi. Lấy màu này lấy như mèo, nám 400k. Quá.
Nam 400 chị Nguyễn Phương. Rồi mẫu này nha mọi người. Đây 50kg này, 50kg nhá. Mọi người thấy này, thấy giá mà chợt 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 không? Đó. Cái này nè, rất là đẹp đấy nhá. Ôi tuyệt vọng này. Xuất sắc em coi. Rồi bạn xuất sắc cho mọi người mẫu này chợt 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 đây này. 300k lên giùm em chợt chợt chợt. Chợt 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 300k nhá, chợt 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 300k. Đẹp quá. Chợt 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 300k nhá. Em sẽ cố gắng lái nhí nha các ơi. Rồi tiếp tục lấy màu nám cho khách này. Màu nám bá mở lớn nhá các ơi. Nám bá mở xuất sắc luôn. Nám nó chỉ còn nhức tím, nhức minh, nhức mẩy đấy nhá. Rồi nám này nám phong vẹt 300k chờ chị Huyền Trần. Rồi màu này nhức tím luôn nhá các ơi. Trời ơi đẹp quá. Màu nám này 75kg đổ lại 70kg đổ lại mặc đẹp. Rồi dùm mèo nám. Nám siêu phẩm này nha mọi người ơi, 399. Lấy màu này lấy dùm mèo nám 399. Nám 399k. Nám 399. Rồi mau nha mọi người ơi, trời ơi. Tuyệt phẩm size 105 này. Ấn nào to này, chốt này. Ấn nào to là chốt màu này nhá. Rất là sáng luôn. Đây tuyệt phẩm màu này là màu bò, bò đầm nha mọi người ơi. 300 chờ chờ chốt mất thôi nhá. Rồi màu này nha mọi người ơi. Tuyệt phẩm nám này, size 105, 75kg đổ lại mặc đẹp. Màu này là màu nâu đầm chứ không phải là màu đen nhá khách ơi. Đây màu này siêu mới luôn 400k. Ai lấy màu này tưởng cho mèo 400k nhá. Lấy lên cho mèo 400k, 400k tuyệt phẩm. Rồi nám, nám siêu phẩm nhá mọi người, nám siêu phẩm. Này chị nào hỏi này. Sái 100 này. Nám mùi cực kỳ luôn. Pha măng lớn. Pha măng lớn đó Ngọc ơi. Giá này sướng làm em ơi. Tuyệt phẩm nha mọi người ơi, trời ơi đẹp quá. Đây siêu phẩm bó nha mọi người ơi, 450k của nám nhá. Ai lấy màu này chủ giúp mèo 450, xuất sắc 450 nha các ơi. Lấy lên giúp mèo 450, 450A siêu tuyệt 450. Tuyệt phẩm 450, 450 siêu phẩm nhá. Trời ơi hàng hiệu hết á. 450 cái bó này rất là đẹp luôn. Năm nào? 450. Có hai năm liên tục mà. 450 chị Khánh Sĩ lấy giúp em lên số điện thoại nhá. 450 chị Khánh Sĩ lấy giúp em số điện thoại. Em chuẩn cái đó cho chị kia mất rồi. Rồi đẹp quá. Một màu nữ siêu phẩm 55kg nha các ơi. Nữ siêu phẩm 55kg này. Trời ơi xuất sắc luôn ạ. Xuất sắc luôn nha các ơi. 350k chủ giúp em nữ 350. Nữ 350. Trời ơi đẹp quá, cái 450 này đẹp hết. Này màu này tưởng cho mèo 350 nữ nhá. Ok chị Khánh Sĩ nhá. Má mà chị Khánh Sĩ lẻ rồi cho chị bón bó nhá. 350 em đi nhẹo rất là. Trời ơi tuyệt phẩm nhá mọi người. Hàng nhiều nhá. Mọi người thấy nhá. Đây siêu phẩm nhá mọi người. Nhấn tay mà chọn cái này nhá. Nữ 350 chọn cho chị like trên. Rồi xuất sắc luôn ạ. Màu vẹt này nhá mọi người. Tuyệt phẩm vẹt này. Tuyệt phẩm vẹt này. Giá này. Giá mọi người thấy chất giá. Chưa chưa hết mà ơi. Không được nữa. Màu này nhá. Gắng nóng nồi này, hái tiệm này. Siêu phẩm nha mọi người ơi. Mộng đen nha mọi người ơi, 55kg độ lại mặc đẹp nhá. 50 đến 55kg này. Đấy, mèo 46kg rất là rồng luôn. Ai lấy mộng đen nha mọi người ơi, tuyệt phẩm nữ đây bán cho mọi người 400k thôi. Lấy cho mèo 400k, nữ 400, nữ 400, nữ 400 nhá, nữ 400. Màu này là màu đỏ này, rất là xuất sắc nhá. Mời đến đồ này. Hàng hiệu lấy nha mọi người ơi. Bán cho mọi người mộng đen nữ 400k. Báo giá toàn thị trường nhá, nữ 400k. Rồi lấy một màu nám đỉnh cao này. Lấy một màu nám đỉnh cao size L, nữ 400k cho chị Cherry Trần. Có lái vải nhá chị ơi. Lái luôn, lái tới bến luôn nhá. Chị Huyền đang đi mốt rồi, xả cà phê à. Cái 400 đẹp nhất tím là chị Cherry Trần lấy số điện thoại em với nhá. Không lấy số điện thoại em chuẩn cho chị Huyền đoàn nhá. Rồi màu này nha mọi người, nám tuyệt phẩm nhá. Nám này đẹp quá. Nám này size L nhá. Nám này size L rất là xuất sắc luôn. Đây, siêu phẩm nám nha mọi người. Ok, chị kéo đi chân nhá. Nám này nha mọi người, bán luôn cho mọi người. Nám này 400k. Lên cho mẹ chữ nám. Đẹp quá. Size L nha mọi người. Em nào đố cáo thì 65-70kg vẫn được nhá. 65kg vẫn được. Lấy màu này lên cho mẹ chữ nám.
Nám nha các ơi, nám giá 400k nhá. Tuyệt phẩm nữ vẽ nha các ơi. Mấy vẽ này rất là sáng chỉnh luôn. 55kg độ lại mặc đẹp. Đây vẽ này, vẽ siêu tuyệt 55kg nha các ơi, đẹp quá. 300k. Ai lấy mẫu này nha mọi người, nám chuẩn cho chị like trên sắc. Hàng hiệu luôn nha chị ơi, hàng hiệu luôn này. Hàng hiệu luôn này. Nhất tím thôi. Lấy mẫu này nha mọi người. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị Nguyễn Phương ơi. Cố gắng ở lại với mèo đi, em nghỉ lễ 4 ngày được. Em nghỉ lễ 4 ngày được. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, 300k. Lấy như mèo chữ vét 300. Vét 300 trên nổi nhất giá này. Sẽ đẹp đẹp lắm á chị Huyền Anh Loan ơi. Cái này là một mẫu hàng hiệu luôn em, để cho mọi người coi. Size 66 cho nữ nhá. Size 66 cho nữ. Hàng chỉ có nhất tím thôi này. Con nụ con mới hết này mọi người thấy chưa? Toàn hàng hiệu. Lại trên có đơn rồi. Đây. Đây, toàn là hàng hiệu thôi nhá. Rồi một siêu phẩm nhá mọi người ơi, một siêu phẩm. Trời ơi. Đẹp quá, cái vẹt rất là đẹp luôn. Rồi mẫu đây nhá mọi người ơi. Gai nút nhá, gai nút siêu đẹp luôn này. 55-57kg độ lại mặc đẹp. Size lớn nhá, 55-57kg. Rồi cái nữ vẹt rất là đẹp luôn nhá. Ai lấy mẫu này ạ, tuyệt phẩm này nhá mọi người ơi. Xuất sắc chưa. Đấy. Hàng giá mọi người thấy không? Hàng giá mọi người thấy ghê không? Đấy, nó chỉ bị dớ thôi nhá. Đấy. Đấy, nó chỉ bị dớ thôi, bạn lấy cho mọi người mẫu này 300k. Chuyển cho mèo bé 300. Bé 300k nhá. Nam 400k anh chụp trôi á chị ơi. Bé 300. Vẫn đi á chị ơi, vẫn đi. Tuyệt phẩm hàng hiệu này, mọi người thấy đến nội này. Đồ mới của nó này, 300 chị Huyền Trân. Đồ mới của nó hát xí thì nó dớ là chuyện bình thường nhá. Mọi người mua hàng mới mấy chục triệu nhá mọi người. Em nói thiệt luôn á. Mà mua hàng hàng ngoài á, một năm thôi là bệ. Mà nó là gần cả triệu bạc rồi. Lái, lái nhá chị nhà Hình Lý ơi. Lái đâm nhá. Lái ra trưa mai em lái lên như tối nay sẽ lái siêu phẩm. Rồi mẫu này nhá các ơi, đẹp nhất tím nhá. 52kg độ lại mặc đẹp, vẹt này, vẹt, vẹt. Vẹt giá này, rồi xuất sắc cho 300k. Chuyển cho mẹ chịu vẹt 300k, lấy cho mẹ chịu vẹt. Vẹt cho mọi người ghi ngoài chỗ đôi ghi bất ngờ cả nữa. Vẹt, vẹt 300, đẹp quá. Vẹt 300k nhá các ơi, vẹt 300k. Rồi lấy này dẹp rồi, size 66 nhá mọi người. Size 66 hàng hiệu nhá. Chuẩn đẹp hiệu luôn nha mọi người, chuẩn đẹp luôn nha. Mau này, mau này. Chia sẻ like. Chia sẻ like, nhấn tương tác nha mọi người. Vẹt 300 để cho chị Huyền Thương. Vẹt 300 để cho chị Huyền Thương. Chuẩn đẹp luôn nha mọi người, chuẩn đẹp luôn nha. Mau thì áo tôi tí rồi. Rồi bạn nha mọi người, mẫu này nha mọi người. 52kg độ lại mặc đẹp. Chị Ngọc Diệm 6 mới nói, trời ơi. Bóc bên đây này, rất là đẹp luôn nha. Đây, mẫu này nha mọi người ơi. Xuất sắc luôn ạ. Bạn nha mọi người, này, mọi người thấy giá. Giá này, rất là đẹp luôn, giá trời trời này. Đẹp chứ, giá thật nha mọi người ơi. 400k, nếu như mẹ chỉ siêu phẩm 400. Siêu phẩm 400, nhất tím luôn. 400k màu, áo cú tê. Hàng hiệu siêu phẩm 400 chị Huyền Trình. Ôi, một tuyệt phẩm nha khách ơi. Một tuyệt phẩm này. Italy này, mọi người thấy ghế. Size này là size 55, size nhỏ này. Trời ơi. Làm sao? Lên like. Ở đây like, mai đây lên like. Xuất sắc luôn, một mẫu của hàng hiệu Italy nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp này. Size này 50kg đổ lại mặc đẹp nhá. Size 50kg. Hàng chuẩn đẹp luôn ạ, chuẩn đến nhá các ơi, đẹp chưa? Nhất tím mọi người thấy phần chuẩn không? Giá thật này, mà còn đảm bảo những cái loài này nhé. Ừ. Rồi, gai nút trong lần nhá mọi người, gai nút trong lần nhá. Đấy, họ bán không dưới 1 triệu nhá mọi người, hàng Italy này. Em bán cho mọi người 450k. Ai lấy màu này chuẩn giúp mèo 450. 450 nhá các ơi, 450. Đẹp nhất tím là 450. Độc quyền nhá mọi người ơi, độc quyền một mảnh màu. Màu này áo tú tế luôn nhá. Rồi đây đẹp quá. Xuất sắc luôn ạ, mẫu này này, làm vẹt rất là cực kỳ đẹp luôn ạ. Làm vẹt nha mọi người ơi, mấy chị lớn lớn tuổi rất thích luôn nhá. Gai hai nút kiểu như này phá ra nha các ơi. Phá ra nào siêu phẩm. 450 Italy cho chị Hồ Diệu. Đẹp quá cái mẫu này, xuất sắc luôn.
Rồi bán cho mọi người mẫu này nha mọi người ơi. Tuyệt phẩm này này. Trời ơi đẹp quá. Form vẹt lưng nhá. 300k. Lên cho mèo 300. 300 nha mọi người ơi. 300k lên cho mèo 300. Gai nha mọi người ơi. Gai này. Gai bò này. Đây, trời ơi đẹp quá. Bỏ phá đen được chứ. 300k lên cho mèo 300. Italy 400 chuẩn mất rồi. À 450. 450 chuẩn mất rồi. 300. Rồi lấy một tuyệt phẩm nhé mọi người ơi, lấy một tuyệt phẩm xuất sắc kệ size 77 nhé. 300 màu xanh chủ cho chị Khánh Sĩ nhé. 300 chị Nguyễn Song thứ 6 mất rồi. Rồi mẫu này nhé các đời, trời ơi size này nhé mọi người ơi, 70kg nhé, 65-70kg này. Đây 300k lấy như mẹ chữ siêu phẩm. Siêu phẩm 300k nhé. Lấy mẫu này lấy như mẹ 300k siêu phẩm. Siêu phẩm 300k. Quá đi chứ nhé. À Khánh Sĩ. Rồi cổ trù nhá, cổ trù của nữ này. Mau bo nhá mọi người ơi. Lên đâm đi mẹ em đến giờ. Màu này 50kg độ lại mặc đẹp. 50kg nhá các ơi. Xuất sắc luôn nha. Chia sẻ lại cho mèo này 300k. Ai lấy màu này nhá mọi người ơi. Chờ giúp mẹ chị bo 300. Bo 300. Bo 300k. Bo 300k. Có lái đâm nhá chị ơi, lái đâm. Chắc chắn là phải lái đâm thôi. Em nghỉ mấy ngày được không? Hôm qua em nghỉ, hôm kia em nghỉ. Rồi đấy nha mọi người. Trời ơi đẹp quá. Rồi màu này nha mọi người ơi, size S tốt nhá, size S 300. Siêu phẩm nha mọi người ơi. Chờ cho chị Ngọc Diệp. Rồi màu này nha, size S 300k luôn. Ai lấy màu này chuẩn giúp mẹ chữ đỉnh cao 300. Đỉnh cao 300. Đây. Đỉnh cao 300. Đỉnh cao 300. Khi nào lại xong rồi rồi. Đỉnh cao 300. Chuẩn cho chị Ngọc Diệp nữa nha chị ơi. Rồi lấy một màu nám, lấy một màu nám size L nha mọi người ơi. Đỉnh cao 300 chuẩn cho chị Trân Ngọc, lấy cho mèo số điện thoại nhé. Có giá nhai không, có giá nhai hết chị ơi. Trời ơi, một màu nám siêu phẩm 65kg nha mọi người ơi. Các cá thì 70kg là tùy theo cá nha, 65kg này. Ai lấy màu này nám nha mọi người ơi. Nám siêu phẩm này 300k chuẩn cho mèo nám. Hello chị Thuy Dương Nguyễn Thị nhé. Lấy màu này lấy cho mèo chuẩn nám. Nám nha các ơi, nám siêu phẩm đẹp quá. Lấy lên cho mẹ chị nám. Nám nha chị ơi. Trời ơi chị Trân Ngọc ơi, size S 46-48 nha. Chỗ đến thì em còn nói size nhá. Không em nhớ qua những người khả 6 nha chị Trân Ngọc ơi. Không em nhớ qua những người 6 nhá. Đây ai lấy màu này lấy cho mẹ nám 300k. Nám 300k. Trời ơi xuất sắc chưa. Size lơ đi em, đợi em chút. Này còn mấy cái size lơ đang chín chốt. Chị à, Trân Ngọc ơi, lấy số điện thoại này thôi kia. Nám 300 chị Khánh Sĩ, đẹp, xuất sắc. Rồi lấy một tuyệt phẩm nha mọi người ơi, chị Ngọc Diệm được một cái. Chị Trân Ngọc có lấy màu đỏ à. Không lấy em nhớ qua người xấu nhá. Nhìn cá cho chị Ngọc Diệm luôn đi. Ồ không không không, chị Ngọc Diệm được một cái điện cá cho chị Thuy Dương Nguyễn Thị đi. Thuy Dương Nguyễn Thị. Thuy Dương Nguyễn Thị này. Khánh Sĩ 300 này. Xào con cà phê rồi đó. Rồi ok, màu này nha chị ơi. Đẹp xuất sắc chứ. 50kg, cá này 50kg nha mọi người. 300k tuyệt phẩm, đừng cổ nhá. Lấy màu này cho chị mẹ chị cổ 300k. Cổ 300k. Cổ 300k. Xào con Nguyễn Thị Nguyễn Thông Ba chứ. Lấy màu đây nha mọi người ơi, nhưng mà chỉ cổ 300k. Cổ 300k đẹp quá, 50kg này, cao cá 51kg được nhá. Cổ 300k. Đẹp quá. Rồi tuyệt phẩm nha mọi người ơi, 300k cổ chuẩn cho chị. Chị Ngọc Diệm 6 mất rồi. Vương Thuy này, Vương Thuy lên. Chị Vương Thuy 300. Rồi màu đây 55kg đổ lại mặc đẹp sái lên. Em để điện cáo đi chị Ngọc Diệm mới 6 mất rồi. Chuẩn cho chị Thuy Dương Nguyễn Thị rồi.
Rồi màu này nha mọi người, cô em chuẩn mất rồi này. Màu này nha mọi người, vẽ siêu phẩm nhá, 330. Ai lấy màu này nha mọi người, size lớn nhá, chân này 300k luôn. Ai lấy màu này lên cho mẹ chữ vét 300k. Vét 300k. Chuẩn mất rồi chị Ngọc Diệm ơi. Lấy màu này lên cho mẹ vét 300k. 55kg đổ lại mặt đẹp. Vét chân nội siêu phẩm nhá, vét 300k. Đẹp nhất tính là vét 300k. Vâng, thì có số này em bỏ vào đi. Rồi màu này nha các đôi, trời ơi đẹp quá. Rồi tuyệt phẩm nám nha các đôi, nám, nám siêu phẩm. Trời ơi, nám nhất tím nè, đẹp xuất sắc luôn nhá. Rồi siêu phẩm nám này 70kg nha các đôi, 70kg, 300k. Lấy màu này lấy cho mẹ chữ nám, nám, 70kg, 300k. Lấy màu này lấy cho mẹ chữ nám, nám nha các đôi, nám siêu phẩm nhá. Lấy cho mẹ chữ nám, nám siêu phẩm. Ok chị Khánh Sĩ nhá, nám, nám đẹp quá. Vừa nha chị Vương Thủy ơi. Rồi màu này nhất tím lên nha các đôi. 55kg độ lại mặt đẹp. 55kg nhá, 55kg cổ tù này. Mà nhá mọi người, siêu phẩm này nha mọi người ơi. Đây tuyệt phẩm hàng hiệu nhá. Rồi gắm mình sạc vui nó đang mai chưa đủ để bên chị nữa. Cục sạc đèn mất rồi. Rồi đây đây nè, đây đây nè. Rồi màu đen nha các đôi, siêu phẩm nha, 55kg độ lại mặt đẹp, hàng hiệu luôn nha các đôi. Trời giúp mẹ chữ hiệu nhá, hiệu siêu phẩm này. Rồi 55kg nhá, hiệu, hiệu 300k. Lấy lên giúp mẹ chữ hiệu này, hiệu siêu phẩm nha các đôi, hiệu tuyệt phẩm. Không đẹp không ăn tiền nhá. Màu đen mới cho chồng nha các đôi. Trời ơi, chồng nha, chồng 70kg, 75kg này. Chồng 70-75kg. Hiệu siêu phẩm nhá, trong ai 75kg nha các đôi, đẹp nhất tím nè, 300k báo mới luôn nhá. Ai lấy màu này lấy cho mẹ chữ mới, lấy cho mẹ chữ mới này, mới tuyệt đỉnh, mới nhá các đôi. Rồi nám này, nám đẹp xuất sắc. Rồi nám đây nha mọi người ơi, không nữ chắc đấy. Đây siêu phẩm nhá mọi người, có phá lên nhá, có phá lên. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Rồi nữ này nha mọi người ơi, nữ này 52kg độ lại mặt đẹp nhá, 52kg. Nữ 300k, lấy như mẹ chữ nữ 300k. Nữ 300k nhá, lấy như mẹ chữ nữ 300k. Nữ 300k đẹp nhất tím, nữ 300k. Chia sẻ lái nha mọi người ơi, nữ đẹp quá. Nữ 300k. Rồi rồi rồi, khách chia sẻ lái đi này, xì nữa. Xì nữa em sẽ sẽ giảng dai không có chị ơi. Trời ơi, nám đẹp quá, nám tuyệt phẩm. Nám xuất sắc này, mau sinh thái nhá, mau sinh thái. Đấy, siêu phẩm của siêu phẩm nha mọi người ơi. Tuyệt phẩm trấn tài này. Mẫu này nhá, 60kg độ lại mặt đẹp. Chị ấy đao cá thì 65kg nhá. Đấy, siêu đẹp nhá. Rất là sáng là 300k, à 350k. Siêu phẩm nhá. Ai lấy mẫu này cho chú mèo nám 350. Nám 350, tuyệt đỉnh. Lấy lên chú mèo nám 350. Nám 350. Nám 350. Lấy màu này lấy cho mẹ nám 350. Rồi tuyệt phẩm hàng hiệu nhé mọi người ơi, hàng hiệu này xuất sắc lắm. Không hiểu không lấy tiền nhé. Một tuyệt phẩm hàng hiệu nhé mọi người ơi. Rồi bó, bó siêu đẹp đấy nhé. 350 chị Huyên Trân đẹp quá. Báo mở màu này nhé các đôi, báo mở màu này nữa nè. Đây 55kg đổ lại mặt đẹp, 57kg nhé. Lấy màu này nhé, như chỗ cho trong kia. Rồi đấy màu này nha mọi người, 350k, lấy nhung nghe chữ mới, mới, mới 350, mới 350, đẹp xuất sắc, mới 350, không đẹp không lấy tiền nhá, mới 350. Mới 3, cái này nhá, mới 350. Rồi đấy một màu nám nha mọi người, màu nám này, rồi xem trong này, sái lên nhá, ấn nào sái lên này, thì mặc nha khách ơi, con vai cải này là hết nhá, con vai cải này là hết rồi. Ấn nào sái lơ thì mặc nhá. Không đẹp không ăn tiền này. Trời ơi, nhức tím nhá. Đây màu này, màu này tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm này có phá này. Màu này 60kg nha mọi người ơi.
60 đến 65 kg siêu phẩm, 60 đến 65 kg nhá, 400k hàng hiệu. Lấy mẫu này để cho mèo 400k cực kỳ bùi luôn nhá. Lấy mẫu này lấy cho mèo 400k hàng hiệu, 400k xuất sắc, hàng hiệu 400k. Rồi ở lại với mèo xí mèo bản thân ra gái cho nhá. Rồi tuyệt phẩm nữ nhá mọi người, con nữ cổ trù này rất là xuất sắc luôn này. Đây nữ cổ trù này nhá mọi người, đẹp không đẹp không lấy tiền, 300k. Đây 52 kg độ lại mặc đẹp. Ai lấy mẫu này chuẩn cho mèo nữ 300, nữ 300, 400k chị Trân Nguyễn lấy cho mèo số điện thoại, 400k chị Trân Nguyễn, chị Nguyễn Nhũ Sáu này lấy cho mèo số điện thoại. Ai lấy mẫu này nhá, lấy cho mèo nhá mọi người ơi, 300k hàng nữ, nữ 300 nhá, nữ 300 nhấp tím đây, nữ 300. Nữ 300k. Rồi tuyệt phẩm nhá mọi người ơi. Ok chị Trân Nguyễn nhá, chị Vũ Nguyễn Sáu đây này. Rồi xuất sắc chưa, một mẫu áo nam siêu phẩm nhá mọi người, nữ 300 chị Vân Ngô lấy mèo số điện thoại nhá. Rồi mẫu này nhá các ơi, đẹp quá, chị Thứ Tấm Sáu đây này. Xuất sắc là đỉnh cao là đấy nhá các ơi, đỉnh cao là đấy nhá. Ai lấy mẫu này nhá mọi người ơi, chia sẻ lại mình tải lên mèo 65 kg. Dạ chị Trân Nguyễn ơi, 197 Trân Hương Đào thị xã Hoàng Thị nhá, 65 đến 70 kg, 65 đến 70 kg nhá mọi người, tuyệt phẩm nhá. Mua đen lá mới được giá này nhá, mua ở đây là không có giá này nhá các ơi. Xuất sắc luôn này, ai lấy mẫu nam này nhá mọi người ơi, mua cho chồng nhá, 350k lên như mèo nam 350 cổ vẹt cực kỳ sáng. Lấy mẫu này lên như mèo nam 350, nam 350. Rồi tuyệt phẩm hàng hiệu nhá các ơi, tuyệt phẩm hàng hiệu nhá. Ok chị Vân Ngô, size M. Rồi vẹt này, vẹt này, vẹt tuyệt đỉnh, size M nhá mọi người ơi, đẹp quá. Trong trong ai mang size M thì chuẩn mẫu này nhá, vì nó rất là xuất sắc luôn, rất là xuất sắc. 400k, ai lấy mẫu này lấy cho mèo 400. Xuất sắc ạ. 400k lấy cho mèo 400. Rồi tuyệt phẩm nữ nha các ơi, nữ này. Nữ đẹp quá. Nữ nào chị nào hỏi này. Chị nào hỏi size L này. Size L nữ nha mọi người, 300k. Size L nữ 300k, ai lấy mẫu này lấy giúp mèo nữ 300k, nữ 300k, nhỏ lắm á, đằng bỏ. Lấy mẫu này lấy giúp mèo nữ 300k, size L xuất sắc, mời tiếng lắm nha mọi người ơi, lên Zara đi người á. Ôi con Zara này sẽ để cuối cùng này, quả nịt luôn. Rồi lấy được mẫu trắng cái ma siêu phẩm. Ủa về á, rồi rồi ok ok. Màu này nha mọi người ơi, trời đẹp quá. Màu này ai thấy chị giá mặc lại rất là đẹp luôn nhá. Rồi màu này nha các ơi, xuất sắc quá này, màu này 46 kg độ lại mặc đẹp nhá, 46 kg, màu bé siêu đẹp luôn nhá. Bán nha mọi người, màu này 350k, từ chú mèo 350, siêu xuất sắc. Hành bị dỡ một xí những cái này ra, siêu phẩm nhá, bị dỡ một xí. Lấy màu này 300k, 350k, đây bị dỡ một xí nhá mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Vì mèo không thích màu này, đẹp quá, phóng chuẩn luôn nhá. Lấy mẫu này lấy cho mèo 300k, cái 400 đó bán như kỳ cái nào chị ơi, 300 à bán trắng đen 350, nữ sái lơ cô ơi, ngố trang chị ngố trang này, bé 350 này, em đã bị dỡ là bị dỡ nhá, nó là hàng chuẩn hiệu 350. Rồi đây đẹp quá, nữ bé này 55-57 kg được nhá cô ơi, 300k bé này sái lơ nhá, 350 rất là đẹp đấy nhá. Trời ơi, ngay này thấy chị giá mắc không? Đó, chụp cái này đi em. Rồi lại mẫu này 300k này, 300k, cái này 350 nha, em đổi luôn đó, 350, vì nó quá xuất sắc. Đây, lấy mẫu này. Chị đó ngố trắng. Ai lấy mẫu này nha mọi người, ghi cho mẹ L 300k. Rất là đẹp luôn ạ. Chỗ chết cố kiếm nguyên này, giá thích nha cô ơi, giá thích nhá, cô Kim Nguyên này. Chị Nguyễn Tấm Sáu mất rồi, mở bao này. Rồi lấy một mẫu vẹt nữ nhá mọi người ơi, vẹt nữ siêu phẩm nhá. Rồi giá mà mọi người xem được giá rất là xuất sắc quá nè. Rồi đẹp quá mọi người ơi, mẫu này 50 kg độ lại mắc đẹp này, mọi người xem đơn giá lần không, họ xuất sắc chưa.
bán cho mọi người mẫu này 50k này, 300k. Nếu như mèo chỉ siêu phẩm, nếu như mèo chỉ siêu phẩm nhất cái đôi 400k của nó, để em một chút nhé. Nếu như mèo chỉ siêu phẩm, em bán bán giá thịt thương nhất cái đôi. Nếu như mèo chỉ siêu phẩm, họ bán một áo là ăn cả ngày nhé. Em không, đây sáng em mơ này. Lấy mẫu này, nếu như mèo chỉ siêu phẩm. Siêu phẩm đẹp quá, siêu phẩm. Siêu phẩm 300k. Siêu phẩm chị Vương Thủy. Rồi mẫu này bán, rồi đây mẫu này 400k này. Rồi ai lấy mẫu này nha mọi người ơi. Đây siêu đẹp luôn nhá, 400k của nam này, lấy như mèo nam. Nam này nha mọi người ơi, siêu xuất sắc lắm, mới lắm. Nam này size M nhá, cho ai mang size M thì chốt nhân liền nhá. Cho ai mang size M thì chốt nhân. Chị Thu Tâm 6 rồi. Cho ai mang size M thì chốt nhân mẫu này nhá, các đứa chốt nhân mẫu này như mèo nhá. Đây, đây, 400k của nam này, chuyển cho mèo chuyển nam. Nam nhé, các đứa ơi, nam. Rồi xả cái cổ chị Vương Thuy ra. Ok chị. Xả xả nhấn nhấn để lái chứ, chứ đấy. Rồi mẫu này nhá mọi người ơi, 50kg đổ lại mặc đẹp, siêu đẹp đấy nhá, 50kg này 300k. Ai lấy mẫu này chuyển cho mèo 50. Lấy mẫu này lấy như mèo chuyển 50, cái cổ đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy mẫu này lấy như mèo chuyển 50, 50, 300k. 50 300k. Em mơ để siêu mới luôn nha, em mơ của nam siêu mới luôn. Rồi cổ này cũng 300k này, cổ bá đẹp luôn nhá, cổ 50kg, cổ 50kg cao cao nó 120kg 300k. Ai lấy mẫu này lấy như mèo chụp cổ, ai lấy mẫu này lấy như mèo chụp cổ nhá, cổ cổ siêu phồng. Ai lấy mẫu này lấy như mèo chụp cổ, cổ đẹp quá nhá các ơi, cổ quá đỉnh luôn nhá, lấy như mèo chụp cổ. 50 chị Thu Tâm lên giùm em số điện thoại. Rồi mẫu này nha mọi người, vẽ này, vẽ siêu phẩm. Cổ chị Vân Ngô lên giùm em số điện thoại. Hai cái 300 luôn nhé. Rồi mẫu này nha, một cái đôi đẹp xuất sắc nha, một mẫu vẽ này. Màu xanh lớn nha mọi người ơi, bán sóc cho mọi người mẫu này 250k. 52kg đổ lại mặt đẹp chị giùm em 250. 52kg đổ lại mặt đẹp bán lỗi nhá. Đi cả nha. Lấy em nam 400k và lấy siêu phẩm 300k nữa đi. Chị Nga Nguyễn ơi, chị lấy một cái thôi, cái khi này là có người lấy rồi nhá. Chị Nguyễn xong thứ 6 rồi. Chốt đôi lên số điện thoại để chốt nhất các đôi, em bán giá rất là rẻ luôn. 250 này, đẹp này. Rồi mẫu này nha các đôi, 53kg đổ lại mặt đẹp. 53kg, vẫn ngô, Thu Tâm lấy chứ. Ok chị nhé chị ơi. 250 chị Ngọc Nhật. Đấy, 250 nha mọi người ơi, mau xinh lớn kiểu xinh gì á. Rồi mẫu đây nhá các đôi, trời ơi đẹp quá, vẹt lên 53kg độ lại mặt đẹp nhá. Vẹt siêu mới luôn, 300k. Cho em cái nữa đi chị Huyên, người nói cái nào. Lấy mẫu đây lấy cho mèo vẹt, vẹt 300. Đẹp quá. Vẹt 300k nhá các đôi, vẹt 300. Xả cái kia với, xả cái ngọc diệp đá mau mau để lại. Vẹt 300, vẹt 300, trời ơi đẹp xuất sắc lắm. Vẹt 300 này mọi người xem chích giá này. Vẹt 300 nha mọi người ơi, đẹp quá. Vẹt 300 à, yeah. Rồi ngọc diệp này, em xả cái 300 chị ngọc diệp. Gần hết rồi đấy chị ơi, gần hết rồi. Xả là rất là buồn nhá. Ai lấy màu đây nha mọi người ơi, 50kg đổ lại mặc đẹp này. Xả, xả thì xả lớn nha mọi người ơi. Xả màu này 250k, xả lỗ đấy nhá. Vì xả vì con rất là hiện áo đấy nhá. Ai lấy màu này lấy như mèo 250. 250 siêu phẩm, 50-52kg đổ lại mặt đẹp. Lấy như mèo 250. 250 hàng siêu phẩm, 250. Siêu cải là đi siêu phẩm đó. Siêu phẩm đâm á. Lấy đi siêu phẩm ra thì lái các siêu phẩm đó. Ai lấy màu này nhá mọi người ơi, lấy như mèo vẹt 250. À cụ, đẹp quá 250 quên rồi. Rồi màu này 250 chị Thân Hương Nguyệt. Đây lô đâm siêu phẩm. Đây màu này nhá, màu 250 chị Thân Hương Nguyệt này. Màu này này, bì nữa này. Ai về là thái giùm mèo nhá các ơi. Về thái giùm mèo nhá. Rồi màu này nhá mọi người, cực kỳ nở nhá. Con ứng khoảng thì khoảng như thế này, hàng giá thịt nhá mọi người. Nó là siêu phẩm nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, màu này 55kg độ lại mắc đẹp 250k. Chữ giùm mèo chữ hư. Hư nhá mọi người ơi, bị hư nhá. Hứa như mình bán 250k, vì nó rất là đẹp.
Lấy mẫu này lấy cho mẹ chữ hư. Hư giá 250 nhá. Hư giá 250. Đẹp quá. Xuất sắc lên ạ, xuất sắc lắm nha các ơi. Siêu phẩm của siêu phẩm nhá. Hứ nha mọi người, nói hứ là hứ nha, cả rồi về rồi mất công nha, vì những hàng giá thật hàng siêu phẩm nên em không bán giá thấp được nhá. Rồi đẹp nhất tím đó. Mẫu này nha các ơi, trời ơi đẹp quá. 52 kg độ lại mặc đẹp 300k. Ai lấy mẫu này lấy như mèo. Siêu phẩm 300k cổ tụ. Siêu phẩm 300k 50-52 kg nhá. Độ lại đó nhá. Nấu à. Nấu là cái hứ đó nhá chị Hồ Nga ơi. Nếu chốt thì lấy như mèo số điện thoại nhá. Đẹp quá. Lấy màu này lấy mẹ siêu phẩm 300k. Siêu phẩm 300k. Hứa cho chị Trân Ngọc. Hứa tổ cho chị Trân Ngọc. Hứa là nói hứa nhé. Con vai cải nữa. Con vai cải nữa. Đây xéo luôn. Xéo luôn cho để đăng dưới bắt. Chị ơi không được nói chị ơi. Rồi cái này nhá mọi người bị ủi này. Bị ủi nhá. Bị ủi này. Bán lỗi cho mọi người này. Giá này 55 kg đổ lại mặc đẹp. Cái này là không phải là nữa nhá chị ơi. Mà là bị ủi nhá, bị ủi. Mà ủi họ ủi hứ á. Phải nhá mọi người, siêu phẩm này bả lộ luôn nhá, 150k. Ai lấy màu này chửi cho mẹ 150. 150. 150 nhá các ơi. Bạn để lấy tương tác thôi nhá. Không ai đi ai dài cho bạn giá này nhá, nhá các ơi. Bán bằng giá xe vận chuyển, bằng giá hấp nữa nhá. Một năm mươi này. 150 chị Thân Hương Nguyễn có đơn nhá. 150 chị Thân Hương Nguyễn. Giá thích nha các ơi. Trời ơi màu này đẹp quá nha các ơi. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đây màu này 46 kg độ lại mắc đẹp 300k. Ai lấy màu này chuẩn cho mèo vẹt 300. Vẹt 300. Mà chị để nó còn sạc bính á. Vẹt 300. Chị Mai Khánh có đơn không? Vẹt 300. Vẹt 300k. Rồi lấy đấy chị Mai Khánh chứng minh. Vẹt 300k. Nhanh lên khách ơi. Rồi đẹp quá. Vẹt 300 là 3 mẫu luôn nhá. Rồi màu này siêu đẹp với nhá khách ơi. Đây 48-50 kg độ lại mắc đẹp. Siêu phẩm nhá. Siêu phẩm. Rồi lấy nha ra đấy nhá chị ơi. Ai lấy màu này nhá mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn. 46 size S nhá. 300k. Lấy như mèo S siêu phẩm 300 chị Ngọc Diệp. Một rồi. Phải đâu? Cái này chị bỏ xuống đây đúng không? Vẹt chị Nguyễn Nguyễn 6 đó, cái này đẹp lắm. Siêu phẩm vẹt 300k của chị Ngọc Diệp đây nhá. Rồi ai lấy màu này 300k chữ cho mẹ chữ trù 300k nhá. Lấy màu này lấy cho mẹ chữ trù 300k. Đẹp quá. Trù 300k. Chị ghé quán chị Nguyễn Nguyễn ơi, chốt mất rồi. Trù 300k. Rồi đây, cái màu của chị Mai Khánh hàng hiệu này, màu bò xuất sắc luôn. Đấy nha chị Mai Khánh ơi, không đẹp không ăn tiền nhá. Mai Khánh mấy tiền đấy? 350 này. Vẹt 300 chỗ rơi chị ơi. Lấy màu này, đó đẹp chưa, nhức tím chưa. Đấy, Mai Khánh này, trù 300 chỗ cho chị Ngã Nguyễn xuất sắc. Trù 300 chỗ cho chị Ngã Nguyễn. Đây nè, xuất sắc hàng hiệu luôn nha chị ơi. Hàng hiệu mà tẹt màu da này. Hàng hiệu mà tẹt màu da chị thấy nhức tím chưa. Mai Khánh nhá, Mai Khánh 300 này. Chị Nguyễn Nguyễn ơi, chủ cho người kia mất rồi chị ơi. Chủ cho người kia mất rồi. Rồi lấy một màu giá nha mọi người ơi, giá này. Trời ơi, giá kiểu này là rất là đẹp với nhá khách ơi. Chị Nguyễn Nguyễn ơi, chị sao chủ cho người kia mất rồi. Màu này 48kg độ lại mặc đẹp nhá, 48kg. Đâm thôi đúng rồi, đâm đấy nha chị ơi, ven sóng đấy nhá. Đâm, em nói đâm siêu phẩm ra là mọi người biết rồi nhá. Đây ai lấy màu này nha mọi người ơi, siêu đẹp với nhá. Bạn nhớ mọi người màu này tuyệt phẩm nhá mọi người ơi. Nhưng nó phóng ngắn này. Màu thì nó hơi kén giá nhá. Màu này màu xám này. Xám sớ bị hơi kén giá nhá. 150k. Ai lấy màu này bà lộ lấy tiền này lấy tương tác thôi nhá. 150. Tụi chú mèo 150. Đẹp quá. 150 nhá các ơi, không ai bán thì giá. Riêng tiền thấp của mèo còn là mấy chục ngàn đây nhá. Rồi nam siêu phẩm này. Nam trời ơi đẹp chút nhất tím nhá. Nám đẹp nhất tính không khách ơi, không đẹp không ăn tiền nhá. Nám này tuyệt đỉnh nhá, 70kg độ lại 65-70kg. Đấy, nám này 65-70kg. Mẫu nám này giá 400k hàng vẹt cổ điện. Ai lấy mẫu này cho chúng em chị cổ điện 150 cho chị Hương Nguyễn. Lấy mẫu này, chị vẫn ngu xả cái nữ 300k này.
Rồi đừng có xả nữa nhá mọi người ơi. Đừng có xả nữa nhá, em lộn hết nhá. Lấy mẫu này lấy như vậy chụp cổ điện 350, cổ điện của nám nhá. Mỗi cho trong là báo mê luôn. Lấy mẫu vẫn mua xả 380. Chắc là kể trước á. Nám 480 này chị. 350 thôi nhá chị ơi, không phải 480 này, sai chuẩn hàng hiệu luôn này. 350 nhá. Nếu chị Nga Nguyễn lấy 350 thì lấy như vậy chị nám 350 nhá. Không xả à, rồi ok. Xả cái nếp của chị vẫn ngô 380. Đâm lên tới rồi nhá chị ơi. Vẹt 50 kỷ hết rồi. Bên này con vẹt 5, à, con cái. Nếu chị ngã Nguyễn lấy cái đó 380, nhưng chị Nguyễn Nguyễn vẹt 350 chết rồi tôi chị. Ngọc Diệm như cái 350 không kìa. Nám 350 chị ngã Nguyễn đây em. Nám hàng hiệu là em đây nhá. Rồi đẹp xuất sắc lắm nè. Mẫu này 380k, 50kg đổ lại mặt đẹp. Cao cao thì 52kg tuy chiều cao nhá. Ai lấy mẫu này nhá mọi người ơi, chỗ dung mèo 300k, nữ 300k nhá. Nữ 300k, giá giờ là giá giá lấy vốn thôi nhá khách ơi. Giá giờ là giá lấy vốn thôi này. Xài cái ngọc nhiệm như 300k quá nữa. Nguyễn Nguyễn lấy dung mèo số điện thoại nhá. Lấy mẫu này lấy dung mèo. Lấy dung mèo nữ 300k, đẹp quá. Đưa coi nhá. Đưa coi cả lùn nhá. Cái này báo đẹp luôn này, 380 nha mọi người. Rồi, chị Nguyễn Nguyễn lấy mẫu này này, chị Ngọc Diệm như quá đây này. Siêu đẹp luôn này. Lấy như mẹ số điện thoại nhá. Đấy, đẹp quá. Đây, lấy mẫu này lấy như mẹ số điện thoại nhá các ơi. À lấy như mẹ số điện thoại nhá chị Nguyễn Nguyễn ơi. Lấy như mẹ số điện thoại nhá. Ngã Nguyễn có đơn rồi này thôi mẹ. Đó, Ngã Nguyễn cái sáu lưng mẹ chị kia. Rồi mẫu này này, vẹt này, con màu vẹt này nhá. 50kg độ lại mặc đẹp, vẹt này bán 250. Ai lấy mẫu này lấy như mèo 250. Rồi cái này chị có lấy không? Không lấy thì để em nữa quá. Cái đó là cái vẹt đó. Rồi cái này là cái chít ơi. Mẹ bỏ chị vô lại đó rước. Chị Nguyễn Nguyễn lấy vẹt không ạ? À? Lấy thì lấy như mèo số điện thoại nha. Rồi mẫu này nha mọi người, 250k, vẹt siêu phẩm. 50kg độ lại mặc đẹp, lấy như mèo 250. Đẹp xuất sắc lắm. Vẹt dài nhưng ở vẹt dài. Rồi 250 cho chị Thánh Hương Nguyệt. Đúng rồi, chị Ngã Nguyệt hai cái nhé chị ơi. 250 này. Cái 250 chuẩn rồi. Rồi mẫu này 55kg nha mọi người. Nhấn đây rồi chị ơi, nhấn tốc độ rồi nè. 55kg này. Vẹt chân nha mọi người ơi, siêu phẩm nha, 250k. Chủ dung mèo số 55. Lấy mẫu này lấy dung mèo số 55. 55 nha mọi người ơi. Lấy mẫu này lấy dung mèo số 55. 55 siêu phẩm. Rồi để em lên cái giá ra này, này cho khách này. Rồi xong, mẫu này là mẫu chuẩn đẹp hiệu luôn nha khách ơi. Em không thể bán nhà hàng thương được nhá. Em không thể bán nhà hàng thương được. Mẫu này là mẫu size L nha mọi người ơi, siêu phẩm này. L nha, em mơ mặc được nhá. Hàng hiệu giá ra nhá. Hàng hiệu giá ra 55, chị Thanh Hương Nguyễn Thị. 250k vẹt cổ chân. Chị trước mình hôn sáu rồi cái đó để xuất sắc lên. Em bán giờ là bán để thu vốn thôi nhá. Không có nợ mà lộ nữa chứ đừng nói nhá. Bán mẫu này cho mọi người 999k. Chủ dung mèo 999. Báo giá toàn thị trường nhá. Mẫu này chỉ bằng giá hàng thương họ bán thôi nhá. Một mẫu hàng hiệu giá ra chuẩn hiệu luôn nhá. Bán cho mọi người mẫu này 999. Em mang rồi nhá. Em mang mà chật một cái vừa em một cái là em đã mặc. Em đã mặc rồi không đến tay mọi người rồi. Nhưng cái này em thiệt bụng là Thanh Hương Nguyễn xài giúp chị 250. Cả 250 Thanh Hương Nguyễn mua. Rồi đó. Chưa là cái mối là đương nữa nhá. Chình cho chị Huyền Trần. Đẹp nhá. Xuất sắc. Phải miếng đó. Thanh Hương Nguyễn ơi 250 chỉ có 2 cái. Thanh Hương Nguyễn ơi, 250 chỉ có 2 cái, mẫu này về mẫu trước, mẫu là mẫu 6 nào. Trời ơi, chưa sạc là mệt. Rồi. Yên Đoan, đúng rồi, chị Huyên Yên Đoan cũng rồi. Mẫu này đẹp xuất sắc luôn, mẫu giá đá này em này là nhức tím luôn, là mới tím luôn. Đấy, mẫu này nha các ơi. Đấy, siêu phẩm này này. Chị Thanh Hương Nguyễn xả mẫu 250 đây phải không? Chị Thanh Hương Nguyễn xả mẫu. Chị Thủy chỗ mẹ ơi, chị Thủy sáu mất rồi, chỗ cho họ mất rồi. Chỗ tôi 999k đó. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, đây chị Nguyễn, thấy Nguyễn xả đá này, mẫu này siêu đẹp luôn nha mà xả đá nhá.
Rồi chị Nga Nguyễn ơi, chứ hơi tối rồi nhá, em có lái đâm nữa. Thông cảm cho mèo nhá. Rồi cái mà 55. Có hai cái nữa nhá, cái mô. Cái mô là sao? Trước cái mẹ 55. Cái này trước cái đó. Là cái này không? Rồi màu đây nhá mọi người ơi. Uyên Phương mặc giả chị Uyên Phương, tiếp đến chị Uyên Phương em với. Chị với. Rồi một lần nữa rồi em nữa thôi nhá. Cho mọi người làm đi nữa là em không thể lái đâm nửa mầm khuya đâu nhá. Rồi xả ra cho bạn màu này 200k. Bạn lộ cho bắt lắm nhá. Ai lấy màu này lấy như mèo 200k. 200k 50kg độ lại mặc đẹp. 200k lấy như mèo. Cái này chị lấy một giữa. Này, đó. Lấy cái bên kia nha chị có nhá. Đừng xả này nhá các ơi, chứ mà em đã bán lộ rồi đừng có xả này nhá. Đây, cái này cái vẹt đây này. Vẹt đi em rồi xả. Rồi màu này nhá, vẹt này siêu mới luôn. 52 53 kg độ lại mặc đẹp 250k chứ chúng ta chỉ vẹt. Lấy cái kia thôi mọi người ơi, không phải lấy luôn. Vẹt 250k. Vừa nha chị ơi, lấy màu này lấy giúp mẹ chữ vẹt. Vẹt nhá, vẹt 250k. Lấy giúp mẹ chữ vẹt. Cái này của ai em cất đi kia. Nó mà không được tụt thì nắng lắm nên mà không được. Lại hồn. Ok chị. Cắn mắng tụt được mà. 55 vẹt này tụt cho chị. Thân Nương Nguyễn vẹt chị Trương Minh Hùng. Lấy cho mẹ số điện thoại. Vẹt 250k chị Trương Minh Hùng lấy cho mẹ số điện thoại. Rồi lấy một màu size nam nhé. Rồi đâm đấy thôi nha chị ơi. Lấy một màu size nam size M. Mẹ dành một chục đỏ mà ra em xong rồi. 55kg cá mẹ mẹ chia cái mẹ xảo xảo hai là vừa nhá. Rồi màu này siêu phẩm nám nha mọi người, đẹp nhất tím luôn nhá. Một màu nám siêu phẩm. Đây 65kg đổ lại mắc đẹp 65kg. Ai lấy màu này nha mọi người. 65kg siêu phẩm nám 350k. Lấy như mèo nám siêu phẩm. Nám siêu phẩm 350. Đây là 250 nhá. Lấy màu này lấy như mèo nám 250. Nám 350 nhá. Siêu phẩm nám 350 đẹp nhất tim luôn ạ. Ok chị Trương Minh Hùng nhá, cái này đẹp lắm. Chị Uyên Phương. Chị Uyên Phương cái của chị này. 1m57 là hơi chất thôi nhá chị ơi. Uyên Phương cái của chị đẹp xuất sắc lắm nhá, 48k này. Đây, Uyên Phương cái của chị xuất sắc lắm nhá chị ơi. Khoác được không? Khoác thì được chứ. Được nhá chị ơi. Đây. Đi xe đó, cái này là của chị Uyên Phương nhá. Cái này chị Uyên Phương. Em bỏ nó em để cái một sao để họ nói á. Rồi bỏ hai cái này chị Uyên Phương vô này. Vào muộn quá đúng rồi, chị vào muộn quá. Rồi lấy một màu siêu phẩm hàng hiệu nhá mọi người. Siêu phẩm hàng hiệu này. Trời ơi đẹp xuất sắc lắm. Màu này này, một màu hàng hiệu nhá. Rồi tuyệt phẩm này 55kg độ lại mặc đẹp 300k. Ok thêm chị Uyên Phương. Lấy màu này cho mèo 300k. Lấy màu này lấy như mèo 300k. Xong là mèo quá đầm nha các ơi. Lấy màu này lấy như mèo 300k. Đẹp nhất tính nè. 300k nha các ơi. 300k siêu phẩm nhá. 300k. Rồi còn 2-3 cái nữa là nghỉ nhá. 3 cái nữa là quá lại đâm siêu phẩm nhá. Rồi màu này nha các ơi. Trời ơi đẹp quá. Đây tuyệt phẩm nhá mọi người ơi. Chị Ngọc Diễm ơi không mặc nữa nhá chị ơi, không mặc nữa nhá, em không mặc nữa. Rồi mẫu này nhá mọi người ơi, 70kg độ lại mặc đẹp, khách tăng nơi đâm nhá. Cho mọi người chụp đặc kỳ rồi. Con bác em nuôi lái lui lái tới nữa nhá khách ơi, không thích đâu ạ. Em là quá dễ tính rồi nhá. Rồi mẫu này nhá mọi người. 65kg không, 65kg mà cá mấy chị Nguyễn Quang lên đây, phải biết treo cái nhá. Mẫu này nhá mọi người ơi, 65kg này, mẫu 65kg này, cá mà mẹ sợ là đẹp nhá. Ai lấy mẫu này 300k lấy mèo chuyển nám 300. Nam 368kg nhưng phải cá mấy nhá. Đây không nha chị ơi, không nhá. Nam 300 rồi con mấy cái này là chuyển qua đâm thôi nha các ơi. Con vai cái này là em chuyển qua đâm nhá. Rồi lấy một màu nữ siêu phẩm. Nữ đây nha các ơi, khỏi gần gai đi. 50kg độ lại mặc đẹp nhá, 50kg 300k. Ai lấy màu này lấy như mẹ chuyển nữ 300. Nữ 300k nhá. Lấy màu này lấy như mẹ nữ 300. Mày cất mấy cái này đem tới đâu, mày muốn nữa thì đem tới đâu luôn nó. Nữ 300. Đó. Rồi size M mẫu này này. Cá 1m7, 68kg hơi chất rồi nha chị ơi. Rồi mẫu này nha các ơi, trời ơi đẹp quá. Mẫu này nám này, nám siêu phẩm 65kg. Rồi cá trên nữa thì 70kg là tùy mọi người nhá. Rồi ai lấy mẫu này nhá.
siêu phẩm này để bán cho mọi người, tuyệt phẩm này nha mọi người, giá 350k. Lên cho mèo nam 350, nam 350 nhá. Nam 350. Giờ chị nào lại đâm thì chậm lên chị đâm cho mèo, cho mèo có động lực lại. Đâm siêu phẩm nhá. Nam 350 đẹp nhất tính luôn. Nam 350. Rồi màu này là màu bò nhá, nữ 3, nữ 300k. Lên cho chị Ngọc Diệp. Nữ 300k cho chị Ngọc Diệp cho chắc cho mèo nhá. Nữ cổ trụ này đẹp xuất sắc luôn. Chị Ngã Nguyên, Ngã Nguyên mấy cái đấy nè. Rồi cái khác nhé chị Ngã Nguyên ơi, chị Ngã Nguyên có một cái 300k với 350k bên đây thôi nhá. Đúng rồi, chị Ngọc Nguyên là Ngã Nguyên là lấy cái 350 là cái này hàng hiệu đây nè. Lấy cái này hàng hiệu đây nè. Đó, thấy chưa? Hàng hiệu này nè. Cái này là nam 350 nè, cái này 300 nè. Đấy đó. Rất là đẹp với nhá các ơi. Chị thấy phán đâm nữ dữ không? Rồi. Chị Nguyễn ơi, hàng, đổi lại. Một đây nha mọi người. Thôi quá rồi. Rồi, cái này lên thôi. Ok, đâm. Rồi lấy một màu này, một màu siêu phẩm này. Con cái này với cái này là hết thứ nhất. Rồi màu này tuyệt đẹp với nhá các ơi. Trời ơi, đẹp quá. 300k luôn, bán luôn cho mọi người. Màu này siêu mới luôn, 300k. Ai lấy màu này lấy giùm mèo. Siêu phẩm, siêu mới đi. Lấy giùm mèo chỉ siêu mới, ok chị. Siêu mới 300k. Mua hai cái bằng mua một cái bên chỗ khác nhá. Em nói thiệt là giá. Vì em bán giá này là giá để lấy tương tác thôi. Lấy màu này lấy giùm mèo nhá mọi người. Lấy giùm mèo nhá, siêu phẩm này. Siêu phẩm này giá 300k. Lấy cho mèo 300k. Chị chưa được cái nào chị ơi. 300k này. Rồi xong cái này là lái đâm nha các tên. Cái này là lái đâm này. Rồi đẹp chưa, xuất sắc chưa. 52kg lại mặc đẹp 300k. Chị cho mèo chị giấy kéo 300k. Giờ là lái đâm nhé. Giấy kéo 300k. Giấy kéo 300k. Giấy kéo 300k nhé. Rồi em vô đâm nhé. Rồi cất mở này đi nhé. Rồi tuyệt phẩm đâm nha mọi người ơi, đâm bà giá tương tác với hàng siêu phẩm nhá. Rồi. Nhất tím đây này. Lái nội đâm, lái chứ. Xả cái nào chị heo heo ơi. Rồi màu này xuất sắc luôn ạ. Màu này xả ẹt nhá, xả ẹt này. Xả mơ mặc cũng được luôn, xả ẹt xả mơ mặc cũng được luôn nhá. Chết tuột luôn này. Đâm cho em la toàn siêu phẩm đi, khách nhấn tay lên nhá. Đâm cho em la toàn siêu phẩm này. Trời ơi đẹp quá. Màu này nha mọi người, cực kỳ tấy luôn nhá, không tấy không lấy tiền. Bán màu siêu phẩm đâu lái này với giá 220k. Đâu lái nha em bán 220k báo giá cho khách này. Size S size mơ mặc đẹp. Ai lấy màu này chuẩn giúp mèo 220, nhất tính chưa? 220 nha các ơi, 220. Tuyệt phẩm nhá, phải để xá máy ra chuẩn cho khách thấy này. 220 nha các ơi. Ôi, đẹp chưa, thấy chánh kia. Thấy không? 220 siêu phẩm sái ẻ sái mơ mặc đẹp, chia sẻ lái nhấn tay lên nha các ơi. Lấy lên giùm mèo 220. 220 hàng siêu phẩm nhá. Rồi đâm này, đâm toàn hàng siêu phẩm như thế này nha các ơi. Trời ơi, tuyệt đỉnh nhá mọi người ơi, tuyệt đỉnh hàng thiết kế nhá. Màu này tuyệt phẩm sái lơ nhá. Sái lơ này, chị na sái lơ thì vào bón chén nhá. Chị na sái lơ thì vào bón chén này. Quá đẹp luôn ạ. Rồi xuất sắc sái lơ, rất là sang. Rồi lại đâm mà có ai chỗ đâu ta. Sái lơ siêu phẩm nha mọi người ơi, màu này áo thu sáng luôn nhá. Rất là sáng luôn. Đẹp quá. Ai lấy màu này nha các ơi. Đỏ này siêu phẩm này bán cho mọi người 200k. Rất là sáng luôn nha, lấy giùm em chữ đỏ 200. Đỏ 200. Mẹ kẹo mẹ. Đỏ 200k. Đỏ 200k nhá. Chia sẻ lái nha các ơi. Trời ơi, đâm đẹp nhất tím thôi nhá. Đỏ 200k. Rồi lấy một tuyệt phẩm màu trắng này đi tiệc này. Lấy một tuyệt phẩm màu trắng đi tiệc cho khách. Mang thiết kế sộp nhá, sộp này. Rồi gai sao. Rồi màu đen nha các ơi. Trời ơi đẹp quá. Màu này 48kg lại mắc đẹp nhá, 48kg hàng siêu phẩm.
Đây, cái này ga 6 nhá, khách ơi, ga 6 nhá. Rất là đẹp luôn. Đòi 200 triệu cho chị Trương Minh Hùng. Ai lấy màu này 48-50kg nhá, siêu vẫn trắng. Chị giúp mèo trắng 200k. Trắng 200k đi tiệc. Trắng 200k. Nếu như mèo trắng 200k, không đẹp không ăn tiền nhá. Trắng 200k. Rồi lấy một đâm nhúng cho khách này, lấy một màu đâm nhúng. À, nhúng này là để cho chị khẩn trân lắm à. Khẩn trân lắm nhá. Rồi đây, tuyệt phẩm này. Trời ơi, xuất sắc nhờ, một màu hàng thiết kế siêu phẩm nhá. Một màu hàng thiết kế siêu phẩm độc quyền nhá khách ơi, độc quyền nhá. Một màu hàng thiết kế. Màu này 52kg đổ lại mặc đẹp nhá. 50-52kg. Em ơi, lấy hàng của chị ra cho chị xem ạ, lên khoảng của chị nào đi. Nhúng nói chút rồi, chị ơi, giờ hàng mà chị mà đi xem lại là em chịu ơi, chị Thủy Mạng ơi. Rồi màu này nhá, trời ơi đẹp quá, một màu hàng thiết kế chuẩn hiệu luôn nhá các ơi. Xuất sắc quá nè. Hai tay nhá, hai tay lớp 3D. Màu này 50kg đổ lại mặc đẹp nhá. Chị nào cáo thì 52kg tùy chiều cáo nhá các ơi. Trắng 200 triệu cho chị Vũ Nguyễn, lấy cho mèo số điện thoại. Trắng 200 triệu cho chị Vũ Nguyễn. Lái nhúng đỏ chút mất thôi, chị Văn Hương nhất cháu ơi. Đây ai lại tuyệt phẩm đây nhá mọi người ơi. Nhất tím nhá. Em bán thầy cho mọi người màu này 350k. Thiết kế nhá ha, thiết kế siêu phẩm. Lấy màu này, cái này mặc để đi. Chủ giúp mèo 350. 350 nhá khách ơi, không đẹp không ăn tiền nhá. 350k. Quá đi nữa. Ai? Ai có áo lén đó Văn chị ơi, đây cái áo lén của chị đây này. Đây gào lẽ của chị Thủy Mạc đây này. Rồi hàng hiệu nhá chị ơi. Hàng hiệu xin 1986 nhá. Rồi đấy, lẽ đẹp này. Đấy nhá chị Thủy Mạc ơi. Đấy nhá chị ơi, màu lẽ đẹp bảo khoác của chị nhá. Lẽ đẹp bảo khoác của chị này siêu phẩm đấy nhá. Siêu phẩm của siêu phẩm. Chia sẻ like để tương tác lấy nhá các ơi. Chia sẻ like để tương tác lấy cho mèo nhá. Ai đang xem thì nhìn chia sẻ, nâng tương tác lấy cho mèo này. Đây, trời ơi xuất sắc luôn. Rồi lấy màu tiếp theo nhá các ơi. Rén hoa nồi này bớt rồi có một mẫu dân nhất nhau này. Hàng hiệu nhá mọi người ơi, hàng hiệu nhá. Sái này là sái L này. Chị nào sái L này. À, đây, đúng rồi, đâm đẹp xuất sắc mà. Đây, lấy một mẫu hoa nồi như thế này nhá các ơi. Không đẹp không ăn tiền nhá. Mẫu này sái L này, trời ơi đẹp quá. Lấy kẹo với mẹ mẹ đứng mình cho mình chết rồi. Rồi mẫu này nha mọi người, size L tuyệt phẩm 500k. Chị 60 cân đỏ vừa không chị ơi. Lấy đẹp nhá, khoác thôi mà. Lấy đẹp khoác thôi mà. Đây ai lấy mẫu này nha mọi người ơi, đẹp xuất sắc lắm. Chờ chú mèo nha mọi người ơi. Trời ơi đẹp chứ. Mẫu này size L rất là đẹp đấy nhá. 500k ha, siêu tuyệt. 500k siêu tuyệt rẻ nổi này. Đây màu này là màu sân buồn nhá. Chứ phải về nói rắn mà hàng như thế này này, cụ về cả kiểu nhá các ơi. Màu này là màu siêu phẩm sân nhá. 500k. Đẹp nhất tím thế ạ. Lấy màu này cho chúng mèo 500k. Chắc máy em lái quá. Rồi lấy một màu thiết kế nhá mọi người ơi. Lấy một màu thiết kế hàng hiệu này. Chia sẻ lái nhá các đôi. Trời ơi đẹp quá. Màu này là mặc hết mặc đẹp báo đẹp luôn. Rồi ai lấy màu này nhá các đôi. 48kg độ lại mặc đẹp. 48kg siêu phẩm nhá. 200k ai lấy màu này cho chúng mèo 200k. Đẹp quần không vừa chị mèo ơi. Lấy màu này lấy như mèo 200k hàng thiết kế, 200k siêu phẩm hàng thiết kế. 200k hàng thiết kế. Rồi lấy một màu màu đỏ nhá, lấy một màu đỏ siêu phẩm. Đỏ gấm nhá mọi người ơi, đỏ này, đỏ xuất sắc chưa, mọi người thấy chưa. Không đẹp không ăn tiền. Chia sẻ lái nhá các ơi, chia sẻ lái hàng siêu phẩm nhá. Đẹp quá mà không vừa. Màu này nhá mọi người ơi, size lớn này. Sai mơ được nhá. 52-53kg đổ lại mặc đẹp. 52-53kg đổ lại mặc đẹp nhá. Siêu phẩm nhá mọi người ơi. Chị nào cá cá thì 55kg tùy chiêu cá mọi người nhá. Rồi. Thiệt kỳ gấm nổi nhá mọi người ơi. 300k. Ai lấy mẫu này lấy như mèo đỏ 300. Đỏ 300 nhá mọi người ơi. Form siêu đẹp. Lấy mẫu này lấy như mèo đỏ 300. Đỏ 300k nhá. Đỏ 300. Nhức tím ra đỏ 300k. Đỏ 300k. Rồi lấy một màu màu rén siêu phẩm nhá. Rén này.
Rén cổ điển nhá các ơi. Rén nhá các ơi, rén siêu phẩm. Chất rén là bạn người mê nhá, chất rén là bạn người mê. Đó thấy chưa, khách không chỗ nhá, khách không chỗ thật đấy, để mèo nghỉ mái lái nhá. Để mèo nghỉ mái lái nhá các ơi. Rồi màu này đẹp xuất sắc lắm ạ. Rồi màu này size S nhá, size S siêu phẩm này. Size S siêu phẩm nhá các đôi, trời ơi rén đẹp quá. Tuyệt đỉnh rén nhá, size S. Màu này nhá các đôi, không đẹp không ăn tiền nhá. Có lớp trắng này. Chuẩn hiệu rén ha, siêu phẩm. Trời ơi. Đây, đẹp nhất tím nhá. Đẹp chỉ có đỉnh đỉnh cá thôi nhá. Rồi lái mà không ai chụp thì lái làm gì ta. Em mái lái đi ha, mái lái đi nhá mọi người ơi. Rồi mẫu này nhá, 46-48 kỳ size S. Gai nụt này. Ai lấy màu đen đỉnh cáo này này. Không đẹp không, không đẹp không lấy tiền nhá. 320k. Ai lấy màu này lấy như mèo 320. 320 nhá các trời. Đẹp nhất tím đấy nhá. Đây đẹp quá. 320k. Đấy đen này, đen dễ chân đấy nhá. Chất rẻ là vàng người mê. 320k. Lấy vào đây lấy cho mèo 320. Đẹp quá. 320 à, siêu phẩm nhá. 320. 320 nhá các ơi. Trời ơi khách không có chốt mà. Rồi lấy một mẫu hàng hiệu bán quần nhá. Lấy một mẫu hàng hiệu bán quần. Đấy lấy một đầm hiệu bán quần nhá. Đâm hiệu bán quần đi tiệc này. Ở đúng rồi em mái đi nhá. Cúc ngực. Cúc ngực nhá khách ơi. Chắc giả cao em quá hài nhiệt đi. Trời ơi chị ơi. Hát siêu phẩm mà. Mọi người đôi lái siêu phẩm mà. Trời ơi bán quần đẹp quá. Này mặc sao? Yeah. Rồi đấy nha các ơi, đẹp quá. Màu đây nha các ơi, siêu phẩm giá hơi cao nên mọi người phải suy nghĩ. Hờ, rồi thôi để máy lái đi á, máy lái vì mọi người đòi em lái siêu phẩm á. Máy lái ăn thương rồi tránh siêu phẩm cho khách dễ chỗ hết. Máy lái ăn thương rồi tránh siêu phẩm cho khách dễ chỗ hết. Màu đây nha mọi người, bán quần siêu phẩm nhé, bán quần đẹp nhất tìm ra là 303. Ai lấy màu này 50kg đổ lại mặc đẹp 330k lên mèo 330. 330 với 2 siêu phẩm mèo nhập cao đây nhé các ơi. Họ bán 568 mệt nhé. Em bán 303 rồi đấy. Lái chẳng lắm. Lái ngay chụp lại chứ. Định cáo chưa. Thôi đừng lái được. Máy lái đi. Hoàn toàn siêu phẩm mà khách đi chỗ làm sao thì lái. Làm sao em có thể lái đây. Được quá là em ứng đây đó. Đây này. Thôi em nhả hàng máy lái. Nhả hàng máy lái mọi người xem này. Chất này. Chất này. Thấy nhức tím nhá. Mệt lắm. Em khổ giữa khách đây. Rồi đây, hàng hiệu này, hàng hiệu nhá. Đặc cấp đó. Rồi màu này nha mọi người ơi, chị nào này, hãy đi bá rồi sàn rất là đẹp đấy nhá. Rồi màu này nha các đây tuyệt phẩm này. Tuyệt phẩm 50kg đổ lại mặc đẹp 50kg nha, siêu sáng luôn, không sáng không ăn tiền luôn. Bán nha mọi người màu này 300k. Ai lấy màu này chuẩn cho mèo 300. 300 nhá.
Mẹ con bò đi ăn đây nè. Thôi mãi lấy, mãi ăn nhiều lắm. Giờ em ơi em lừa mệt quá. Mãi nha các ơi. Mãi. Sáng mai 9 giờ em lái siêu phẩm nhé. Sáng mai 9 giờ. Thế giờ khách nữa rồi mà. Đẹp lắm á. Đây, khách đã nghỉ hết rồi nhé, mấy giờ rồi. Ôi trời ơi. À mô đây, tự nhiên 12 giờ. 2 giờ 48 là mấy giờ tới. Ok, mai 9 giờ nhé khách ơi, mai 9 giờ. Mai 9 giờ ấy. Sao vậy? Thôi nhá. Mai em đi làm. Lái trưa hả? Chị Khánh Ngọc ơi, hôm nay trưa hả? Ba trăm cái nha chị Trung Tên ơi, cái này 300k. Mai cho chị xem cái Việt Nam mau bò cuối đi. Việt Nam mau bò cuối. Đưa đưa em cái Việt Nam mau bò cuối. Chị giờ chờ bữa con đi học, chờ bữa con đi học rồi thì 10 giờ. Tại 2 giờ là em đi rồi. Tại 2 giờ là em phải đem vài con bò đi rồi nghỉ mèo ơi. Đây, cái Việt Nam nấu này. Việt Nam nấu, nếu chị bó, bón bó lên mà. Lấy thêm màu này em bán cho chị bón bó màu này 300k. Bó đi đen, bó đi đen, bó đi đen. Bó đi đen. Chứ mày lừa là hết tức cả. Hết là lừa là hết 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 cực nha các ơi. Đang mặc bao nhiêu? Đang mặc 300k rồi. Bỏ đi đen mãi đâu. Đây. Gì vậy? Em đề mãi chứ không trai chứ vì tài mãi soạn hàng ra nè. Đấy 300k chị ha. Đúng rồi 300k chị ơi. Ha siêu phẩm. Vậy thì lái cái mẫu tuyệt phẩm này nữa đâu nhỉ. Hơi dài rồi á. Dạ. Ok chị. Mẫu đen siêu phẩm này nhá. Có lớp bóng, có hai đen bóng nhá. Thích thì mọi người thảo ra. Mẫu này tuyệt đỉnh. Đỉnh hạt hết luôn nhá các ơi. Đỉnh hạt hết luôn nhá. Cái lái cái quả chụp vải đâu nè. Ôi mẫu này nhá. Chị nào sai ẹt này. Mặc rất là sáng luôn. Chị ơi bỏ đi đi. Rồi mẫu này sáng chỉnh cực kỳ luôn nhá các ơi. Sáng chỉnh cực kỳ luôn nhá. Ngoài tim lỗ chị Loan đưa vụ ơi. Có thì em lái nhá. Nhưng mà đấy hàng em chưa soạn hàng vậy mà. Mẫu này sai ẹt thôi nhá các ơi. Sai ẹt thôi nhá. Em đã lại sai ẹt 46kg đổ lại mặc đẹp. 1m6. 46kg. Đó còn lại là không mặc được. Cái này đẹp nhưng mà sai nhỏ mất rồi. Đẹp quá. Cái này mặc đừng hỏi. Khỏi phải ban luôn nhá các ơi. Mà em lái đi em như em đi tìm mềm tắm á các ơi. Tìm không có vì hàng chưa khui ra mà. Bởi lại xếp vào mềm lái thôi. Rồi kéo kéo lên. Khỏi lái này. Em bye bye cả nhà nhé cả nhà ơi. Sáng cực kỳ luôn ha. Tuyệt định này mọi người xem này. Em nghỉ nha các ơi em nghỉ nhá. Mai lái sớm giờ mấy giờ rồi. Đẹp mà nhỏ. Đẹp mà nhỏ. Ủa 13:30 thôi mà. 13:30 thôi mà các ơi. Sáng mà bé đúng rồi. Mẫu này sáng mà bé. Mẫu này nha mọi người. Phó bé làm này. Em bùng tỏ má con chú bùng này. Khách nào không hợp bùng nha mọi người. Đáng là bạn mẫu này 500k nhá. Em bạn mẫu này 449k. Chú giúp mèo 499. Lái vai cái 12 giờ ngủ ok chơi luôn. 449. 449 nha mọi người. Rất là đẹp luôn này. 449. Đẹp quá. Nhức tím luôn nha khách ơi. Nhức tím luôn á. Bây giờ rồi, hà nhiệt này. Hà nhiệt luôn nhá. Đẹp xuất sắc. Mọi người muốn hà nhiệt tiếp à? Xích cái này hà nhiệt, mà đây cái này nhỏ quá, cả nhỏ mắc mà được á.
Cái này nha mọi người ơi, nhỏ phải mắc vào được nhá. Giá 399k. Rồi, 399k. Ai lấy thì chỗ cho mẹ 399 giá cuối nhá. Đây 399 là bạn này lấy tương tác chứ không có nhá, không có gì này. 399. Đó. Hà rồi đó nhá. Hà 399 với cái này em lấy rất là cao luôn. Mọi người xem đừng từng đừng kiếm mùi chỉ là biết nhá. Đấy, 399. Đúng rồi. Like 12 giờ nghỉ 399. Hà rồi nhá. Tại mọi người ơi, siêu phẩm mà siêu phẩm thì giá phải cả hàng thương chứ. Cái siêu phẩm sao bằng hàng thương được. Rồi màu này nha các bạn, trời ơi màu này đẹp nhất tím thế ạ. À. Màu này một tuyệt phẩm. Trời ơi size S nữa, size XS khỏi like. Size XS là em khỏi like rồi đó. Thôi sáng chứ không. Thôi, chị nào cao đấy ạ. Chị nào phải cáo nhá, phải cáo mới mặc được cái màu này nhá. Rất là đẹp luôn, áo khoác giá giá mà không đắt bằng cái vải nhị. Vì áo này vải này em lấy rất là lỡ luôn. Rồi thấy chưa? Như vải mà tuyệt đỉnh thiết kế như thế này chị nào tái trên bài 6 nhá. Trời ơi đẹp quá. Ở cái này chắc siêu phẩm của siêu phẩm luôn. Trời ơi, cho chị đôi quốc. Có đôi quốc làm sâu. Có quốc làm sâu. Thôi vậy ạ. Trời đẹp xuất sắc luôn ạ. Trời mẫu này sai ẻ nha các đôi. Hello mẹ nè mà ghê chứ. Con nào vậy? Con nào đang nói chuyện ở đây vậy? Thôi sáng nha, có thể chấn chứ. Thể chấn không? Ra sửa nữa. Khách thấy ạ, khách thấy ạ. Nó rất là đẹp đấy nhá, trời ơi. Rồi, đúng rồi. Chị nào làm cô dâu em nói là đẹp tương đương kiếm mùi chị nhá khách ơi. Đẹp tương đương kiếm mùi chị này. Xuất sắc luôn á. Không đẹp không ăn tiền nhá. Không đẹp không ăn tiền. Trời ơi, đẹp quá. Hả? Thấy không? Thấy không? Quá đẹp đấy nhá khách ơi. Ôi trời ơi. Có chị nào đấy không ạ? Quá đỉnh. Không đẹp không ăn tiền nhá, đã là siêu phẩm là phải đúng nghĩa siêu phẩm. Rồi mẫu này nhá các ơi, mẫu này tuyệt phẩm nhá. Đó chị mèo để mà món đi cả mà tâm thân, chú cha chị mình nhớ được qua tay nhá. Chú cha thôi, em không cáo để nổi trời ơi, mình hai lượng để mọi người thể kính không. Em bảo cho mọi người mẫu này nhá, mọi người ơi, làm cho mọi người sẻ nhất đấy luôn nhá. Để mọi người cảm nhận vào đồ. Và mọi người sướng nha mèo hứa nha mọi người. Không có giá này trên thị trường bán cho mọi người mẫu này nha mọi người. Siêu phẩm này có giá là 368k. Chuyển giúp mèo 368. Nhất tím luôn. Trời ơi. Đâm dự tiệc nha mọi người ơi. Xuất sắc. 368 mở tím nữa nha khách ơi. Hàng này. Trời ơi. 368 hàng siêu phẩm 368k. Chuyển giúp mèo 368. Nhất tím luôn ạ. 368. 368 siêu phẩm vợ siêu phẩm. Ôi đẹp quá, đẹp kinh khủng luôn á. Cái gì về con điên kia? 368 nhé, cái tới 368 rồi. Ôi, hàng hiệu nữa nhé, cái hàng hiệu nhé. Gì vậy? Ngồi bên nó cười á. Hay ghê. Rồi ôi. Mau không à quên. Trên thún nha mọi người ơi. Trên thun nhá, trên thun Umi này dưới 3D này. Đẹp mà có vừa mố hả? Để là thôi, xẻ thôi khỏi mang đấy. Ở đây toàn sai mơ hả? Từ cái nào xẻ là em bỏ qua ấy. Đẹp là xẻ hết á. Em rồi trước. Đẹp mà toàn xẻ. Rồi, tuyệt vời. Bọn này xẻ gì đây? Xẻ gì đây? Ú cá ú cơ chứ đây. Sao lại không hả? Tài khách nói sáng mơ hết á. Sao lại đem làm bao chứng thẻ chốt. Rồi mẫu này đẹp quá. Sáng định cực kỳ luôn. Gì vậy? Mặc kệ nào vậy? Rồi cho lên tọa.
toàn đâm vào mắt vừa ấy. Có body size S lại cho em chú chăng, vì chính lừa được á. Rồi. Cũng là size S luôn, cũng là size S luôn nhé các ơi, đẹp xuất sắc luôn nhé, đẹp quá. Cũng là body size S luôn nhé các ơi, đẹp lên này chứ. Ôi đẹp chưa? Ăn đứt chưa? Mẫu này sai hết rồi nhé các tôi, có khi chụp lão, hết lão rồi. Hết lão rồi. Có thể trong ăn cổ. Sai hết nhé mọi người ơi. Sai éo éo 65 là đẹp nhất phim. Éo 65 là đẹp nhất phim nhé. Đẳng cấp đến tư thương nhiều nhé. Yeah. Em rất là buồn nha các ơi. Chị nào em 65 nhá. Màu này nhé các ơi, chị nào áo 65 là áo áo tốt đẹp này. Rồi đẹp quá. Bạn nhé mọi người, màu này 499k. Chuyển cho mèo 499. Chuyển sai ẻ nhé, chị nào sai ẻ mới mặc được nhá. 499k, chuyển cho mèo 499 ha, tuyệt phẩm. Rén mọi người xem chất rén này. Rồi, nhất tính đấy nhá. 499k cho chú mèo 499h siêu phẩm. Định quy định. Éo chỉ nào 65kg là mặc mà đẹp nhá. 499. Hàng hiệu nhá các ơi, hàng hiệu. Rồi. Đó mình đó mày nhá. Đó mình đó mày 499k. Lấy một mẫu tuyệt phẩm size L. Rồi 12 giây chứ. Sáu phút nữa. Rồi đó, đó đâm đâm tuyệt phẩm như thế này. Đây chị nào nhé mọi người, size L như size M mặc được nhá. L M mặc M mặc đẹp nhé các đôi, trời ơi đẹp chứ. Không sao không lấy viên nhá. Đẹp quá. Size M mặc đẹp nhé các đôi. Đây, em mặc rồng M mặc đẹp nhá. Ai lại màu này nhé mọi người ơi, siêu phẩm nhé mọi người. Trời ơi em không nói nữa nha, 500k lên cho mèo 500k. 500k lên cho mèo 500k, tuyệt phẩm rèn thiết kế. 500k lên cho mèo 500k. Nhất tím thôi ạ, 500k lên cho mèo 500k, size mơ mặc đẹp, size mơ mặc đẹp. Thôi không lái nữa nhé. À 6 phút nữa con thêm cái nữa lái cho luôn. Toàn là siêu phẩm mà không ai chụp là không thích rồi đó. Không thích rồi. Không thích thúng rồi á nha. Mèo là mèo không thích rồi á. Cái này này kia bán shop nó sướng hơn. Đây em nhảy cho mọi người xem thôi. 500k chủ cho chị Loan đưa vụ đẹp nhất tím lắm mọi người thấy chưa. Đây này. Em đột em xíu. Đó em biết thế nào không được chút đâu. Hả? Đây chốt ai chị. Trời ơi. Loan đưa vụ. Đầm như thế này đây. Em không chơi nữa nhá. Chúc mừng chị Loan. Giảm cho em đi chị ơi, rồi. Giảm đẹp luôn. Giảm đẹp 50k, 450k khỏi lời. Trời đẹp quá chị Loan đưa vụ lên. Từ khi để đến giờ này. Rồi trời ơi mọi người thấy chưa. Em đi ra, em lại đi ra, em nhả đi ra. Mãi mọi người ứng cho mọi người vô chốt. Đấy, mãi mọi người sai em. Mãi kia rất là nhiều luôn á. Huyền đến Đoàn đi. Huyền đến Đoàn đi ngủ đi rồi. Trưa mai vô chốt nhá. Em nhả hàng thôi. Trưa mai vô chốt. Rồi mãi cho đến mấy cái siêu phẩm. Cô ơi xếp ly. Cái này rồng. Tại này rồng này. Tại này rồng này. Siêu đẹp luôn này. Cổ điện này. Mai 9 giờ em lái nhá. Mai 9 giờ em lái. Đã nhả siêu phẩm cho mọi người xem nhất nhất nhộ như thế này. Bẹt bá tuyệt phẩm. Rồi. Mà ai cũng làm chi đó làm nhá. Ai cũng làm chi đó làm. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Đen thiết kế. Hàng siêu đẹp. Đó, mọi người thấy kinh điển chưa? Kinh điển đúng không ạ? Không kinh điển không lấy tiền đó. Không kinh điển không lấy tiền nhá các ơi. Đấy. Toàn hàng siêu phẩm đỉnh cao như thế này đây. Rồi. Mai chỉ giờ em lái nhé. Giờ nghỉ 12 giờ thôi nhá. Giờ nghỉ 12 giờ thôi. Bắt vừa ấy. Răng đi, răng là mãi chiến vô điên đi. À, vô rồi.
kiếm con sao em gửi bố vẽ sao nó sao em đứng em nói chứ sao em rất là nhiều lắm mai chỉ có là lá con một đá sổ đeo ra sao em lá sổ đeo ra sao em không nghe toàn là sao em rồi bán một siêu phẩm nữa rồi nghỉ này sao em màu vàng này. Em mua của chị nhiều lắm rồi mà đang màu xinh xong mới mặc được. Ủa gì vậy mẫu này cũng sao em này đẹp xuất sắc nhá. Mẫu này cũng hàng siêu phẩm nhất đấy. Mẫu này cũng hàng siêu phẩm. Bán cho mọi người mẫu này sai ẹt này mau vào. Trời ơi, nhức kiếm luôn. Con đẹp con lấy tiền nhá. Nắm, đây 48kg độ lại mắc đẹp 120. Để cho mèo 120 rồi kết thúc like. Ok 450 chỉ phí ship cho ấy. 450 chỉ phí ship cho loa nước mũi. Rất là đẹp quá. Ai lấy mẫu này cho mèo 120. Tuyệt địch 120 50kg độ lại mắc đẹp 48-50kg siêu phẩm. Báo mới mới tiền luôn nhá. Mới tin luôn, đẹp quá. Lấy lên cho mèo 120 rồi nghỉ. Đẹp quá. 120 rồi nghỉ nha khách ơi. Trời ơi. Đấy, máy siêu phẩm, máy em sẽ lái siêu phẩm như thế này. Máy em lái siêu phẩm ngất ngấy như thế này, ngất ngấy con gà tấy như thế này. Đấy, tuyệt phẩm hàng hiệu này. Tuyệt phẩm hàng hiệu nhá. Trời ơi, nhắc tin thôi. 120 chỉ mấy lên lại số điện thoại cho mèo. 120 chỉ mấy lên lại số điện thoại để chị cho mèo nhá. Lên lại số điện thoại cho mèo. Chị bạn pin 6 rồi. Hả? Ôi, chị đang nắng. Trời ơi, siêu phẩm này. Em đi bố ra lo ta xin. Rồi mẫu này nha mọi người, 55kg này, 55kg tuyệt đẹp. Nhà hàng đi mèo 55kg, nhà hàng này mãi bố phải không? 55kg nha mọi người ơi, 55kg siêu phẩm 99k chủ cho mèo số 99. Chị mèo đang chuẩn bị con body đen đã lúc này. Con nào đẹp mà trẻ hơn. Con em chuẩn trẻ hơn, con này lớn, con body đã mình nhìn này lớn. Rồi nghỉ đó, 12 giờ đó. 12 giờ đây nha khách ơi. Ừ. Chị giá luôn này, giá luôn mong. Máy này cho hấp dẫn được chứ nhà hết quá. Khách nữa ra. Đấy, siêu phẩm của siêu phẩm. Con em chụp đẹp hơn nhá. Rồi nghỉ nha khách ơi, nghỉ nhá. Em nghỉ được 12 giờ rồi. Công lớn. Để mấy cái luôn mà nhá. Xíu ghi vô siêu phẩm mấy cái hết. Rồi, hôm nay em nhìn được áo dài rồi đẹp, ok, chỉ loa được mũi nhận cái đâm đây còn nhức tim lắm. Thế, không phải. Con đỏ đâu xe. Đây, rồi, để giảm luôn. Đỏ lắm ạ. Con đang mặc 99k nha chị Nguyễn Kinh, đỏ lắm này nhá. Đây, giảm cho em 250k, ai lấy mẫu này lấy cho mèo 250, giảm cái chơi đi ngủ nhá. Đấy, 250k. Con ba cái lên cho nhìn được rồi. Đây, 250. Để má chỉ mua sổ nhé. Đỏ gấm. Đỏ gấm siêu phẩm. 250k. Đấy. Đỏ mà em đang nhức tím luôn. Đây, ai lấy mẫu này nhé mọi người ơi. Ok chị mấy, chọn cho chị mấy luôn này. Rồi nghỉ nhá khách ơi, nghỉ nhá. Rồi mấy, ngậm tuyệt chủng. Chị mèo ơi, đâm em lấy 100k phí ship nhé. Em mua định dân đấy. Ồ, không được nhé chị Loan Đường Vũ ơi. Ok, ok chị Thủy Mạc xả lấy cho chị Thủy Mạc thôi nhé. 652 kỳ chị sờ rồng đấy nè. Không được á, chị Loan Đường Vũ ơi, 450k là em phí ship là em đã nói là quá lộ đấy nhá. Rồi đây, lấy thì lấy cho mẹ chị ok nhá. Không thì em xả ra nhá. Mấy ơi, với em phải bọc lại rồi á. Mẹ 652 kỳ là sờ phải bọc nhá.
sợ phải bóp. Mà chắc chắn là phải bóp. Chắc chắn là phải bóp. Cái lén xả, đứa cái lén xả này này. Rồi xả cái lén này 18 cá này, cực kỳ sốc. Cái gì? Ủa giờ 12 giờ rồi họ ngồi mình mà xả lộ 100 cá. Ai lại mẫu này cho chú mèo 100k. Đã xả là không bao ship nhá, khách nhớ như vậy nhá. Em không bao ship nhá. Lấy mẫu này lấy chú mèo 100k. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Xả để lấy lóc thôi nhá. Ok chị Loan Hương Vũ đó là rất là rẻ rồi đó. Rất là rẻ rồi. Bảo ấy kia cho chị Loan Hương Vũ 450k bao ship hết. Đem về em bảo được đẹp lắm mà mấy mấy ơi, hàng nữa nhá. Chị mua xỉ là chơi nợ giá 250 nữa. Rồi, chú cho mấy mấy cái nữa 250 luôn mẹ. Rồi, Khánh Ngọc lấy cho mẹ số điện thoại. Ừ. Xem là 99k, đẹp lắm á chị Thủy Mạc ơi. Ủa Khánh Ngọc là chị Ngọc Mai á. Chú cha nghĩ chị Ngọc Mai. Chú cha, em sợ nó là chị Ngọc Mai đẹp lắm. Rồi em xin cái hạt cho chị Loan luôn, chị Thủy Mạc. Chị Thủy Mạc lấy mẫu đây không? Khánh Ngọc là chị... Chị Ngọc Mai đó. Ừ. Rồi mẫu này trời ơi chị Thủy Mạc lấy mẫu này không? Mẫu này lén siêu phẩm luôn á, rất là đẹp luôn. Để mua cả kia với chị Thủy Mạc lại cũng nhiều á. Về nên em phải lấy cho chị Thủy Mạc 100k thôi. Nhiều lấy thì lấy nhưng mà chị ok vì chị lấy này nên em mua vô một cái này là rất là mới luôn nhá. Em là lời thì chị yên tâm nhá. Đấy, được nhá, được chứ, được, bảo được hết. Ok chị Thủy Mạc em đang giới thiệu cái mẫu lén này cho chị này rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Chị Thủy Mạc hình như hợp màu đỏ không? Có cái lén lông này màu đỏ nữa. Cái màu đỏ là gì? Hả? Cái đầm màu đỏ là 250. Này, có lén lông màu đỏ này nè. Lén lông màu đỏ này nè. Đấy, bu cho chị Thủy Mạc đi nữa. Mai em chuyển khoản ngay chị mẹ. Ok ok, chị cảm ơn nhá. À quần bài hôm qua mới gửi hai cho chị đã ok chị. Chị Thủy Mạc thích một trong hai cái đấy không? Đẹp lắm chị Loan Hương Vũ ơi, rất là đẹp luôn. Lén này em có giá 100k đó nhé. Đấy, một cái lén lóng, một cái lén. Lén bản thân này chị cũng cái mẫu nào. Em mạng cho chị này, em mạng cho chị Thủy Mạc 100k đó này. Chị Thủy Mạc lại xám, chỗ dùm mèo xám. Không lại đỏ, lấy dùm mèo chỗ đỏ nhé. Rồi em kết thúc lại. Không lẽ chị Thủy Mạc. Rồi em nghỉ nhé khách ơi, em nghỉ nhé. Bye bye. Bye bye khách, hẹn khách ngày mai em gặp lại nhé. Sám á, ok sám đẹp lắm á. Em đã lừa thì chị yên tâm nhé, sám chị Thủy Mạc 100k thôi này, 100k lấy để đi lấy lông thôi này. Gọi là đi lấy lông thôi nhé. Giờ mèo nghỉ, bye bye cả nhà nhé, cả nhà ơi. Mai gặp lại 9 giờ sáng nhé. Sám đẹp như sáng lắm. Ờ mấy mấy ơi, vào tường của chị là có số tài khoản nhá. Bye bye, bye bye. Trên fanpage cũng có số tài khoản đấy nhá. Tạm biệt mọi người nhé mọi người ơi. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.